chương 126, cảnh giới chân khí. Tạm thời ép xuống những suy nghĩ phức tạp trong lòng, bà lão dân tộc mèo nhìn theo ánh mắt của con rắn đen, chỉ nhìn thấy một bóng người chất phác xuất hiện trên màn trúc. Cậu đến làm cái gì? Bà lão dân tộc mèo lạnh lùng nói. Người kia cười ha ha, sau đó tiếng cười đột nhiên bị vụt tắt, trầm giọng nói, ai cũng nói thủ đoạn thi cổ giết người của dân tộc mèo có một không hai, theo tôi thấy thì cũng trả ra làm sao. Khổng tuyên kia bây giờ vẫn sống rất tốt. Tôi đến đây là cần một lời giải thích. Ánh mắt của bà lão dân tộc mèo ngưng trọng, điềm nhiên nói, cậu nói chuyện tốt nhất là cẩn thận một chút, nếu không thì cổ trùng của dân tộc mèo tôi không có mắt đâu. Sựa vào một chút đạo hành tầm thường kia của cậu còn chưa lọt nổi vào mắt của tôi. Người kia lại hồn nhiên không để ý đến ý định giết người của bà lão dân tộc mèo, cười nói, ha ha. Quả nhiên là bà độc của dân tộc mèo, chỉ là tôi vẫn luôn rất muốn biết, nếu như tôi chết đi, thì ai sẽ kéo dài bệnh của cháu gái bà đây? Nếu bà độc bà cảm thấy mạng sống của cháu gái nhà mình đối với bà không quan trọng thì bà cứ việc ra tay đi. Ánh sáng lạnh lẽo và ý định giết người ở trong mắt bà lão dân tộc mèo càng tăng lên, nhưng cuối cùng lại bị bà ta ép xuống. Bà ta lạnh giọng nói, cậu dám dọa tôi sao? Ha ha, tôi chỉ là nói sự thật mà thôi." Người kia nói. Bà lão dân tộc mèo thở dài, nói, "Lần trước Khổng Tuyên không chết là việc ngoài ý muốn." giữa chừng có một cao thủ ra tay. Cao thủ, giọng nói của người kia mang theo một chút không tin tưởng, nói, với bản lĩnh của bà độc đã được tính là cao thủ hạng một hạng hai rồi, còn có ai có tư cách trở thành cao thủ ở trước mặt của bà nữa chứ? Bà lão dân tộc mèo hừ lạnh một tiếng, nói, là cao thủ cảnh giới chân khí. Cảnh giới chân khí, người kia nghẹn ngào nói, thành phố Vinh này sao có thể có cao thủ cảnh giới chân khí chứ, không thể nào. Thiên chân vạn xác bà lão dân tộc mèo nhẹ nhàng nói người kia nặng nề hít thở mấy hơi để cảm xúc ổn lại một chút lúc này mới nói tiếp nếu đã như thế thì chuyện này quả thực là không thể trách bà hôm nay tôi đến đây là muốn mời bà ra tay một lần nữa bà lão dân tộc mèo nhíu mày nói bà già này ra tay thi cổ hai người giúp cậu đã là làm trái với quy tắc của dân tộc tôi rồi cậu đừng có quá đáng quá được đằng chân lân đằng đầu à người kia lại thản nhiên cười nói hai ngày nữa Người của nhà họ Lý sẽ đến công viên xanh dạo chơi, đến lúc đó tôi muốn bà ra tay bắt lấy Lý Quang Huy và người nhà của ông ta, tôi không cần bà lấy đi mạng sống của bọn họ, như thế này chắc không tính là làm trái quy tắc của các bà rồi chứ. Thấy bà lão vẫn còn đang do dự, người kia nói tiếp, nếu bà độc hoàn thành tốt chuyện này, có lẽ tôi có cách có thể chữa trị triệt để căn bệnh kỳ lạ của cháu gái bà. Tôi nghĩ bà cũng không muốn cháu gái bà ngày đêm phải chịu sự hành hạ của căn bệnh kỳ lạ kia đúng không? Chương 127 đương nhiên là thật rồi. Thật sao? Bà lão dân tộc mèo đột nhiên đứng lên, màn trúc trong phòng vang lên tiếng lạch cạch. Đương nhiên là thật rồi, chẳng lẽ bà còn sợ tôi nói dối bà sao?" Người kia cười nói. Bà lão dân tộc mèo do dự một lúc, nói: "Được, tôi sẽ giúp cậu thêm một lần nữa, nếu như để tôi biết được là cậu lừa tôi thì chắc cậu cũng biết hậu quả rồi đấy." "Vậy tôi cảm ơn bà trước, có bà ra tay" ông già họ bạch kia chắc chắn không thành vấn đề người kia hơi cong eo giọng nói cung kính hành lễ nói bà lão ừ một tiếng rồi không nói thêm nữa người kia xoay người rời đi tiếng bước chân càng ngày càng xa cái sân nhỏ của căn nhà nằm ở trong ngõ nhỏ sâu hút của khu ổ chuột đã khôi phục lại sự tĩnh lặng một lần nữa gương mặt già nua giống như vỏ cây kia của bà lão hơi run rẩy hai cánh tay rèn luyện quanh năm ngày tháng vô cùng vững chắc dưới tay áo dài rộng thùng thình kia cũng bắt đầu run rẩy. Từ xưa đến nay dân tộc mèo có quy tắc, không được dùng cổ thuật hại người, làm người bị thương, càng không được ỉ vào sức mạnh tu luyện mà làm hại đến người bình thường. Mà bây giờ, bà ta vì đứa cháu gái kia mà liên tục làm trái lại hai quy tắc kia, nếu như để người của dân tộc mèo biết được thì bà ta chỉ có con đường chết. Ánh mắt của bà ta chớp động, cuối cùng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tôi chết cũng không sao cả, nhưng trước khi tôi chết phải bảo vệ tiểu nam một cách chu toàn. Nhà họ Lý quả thực đã bỏ ra rất nhiều công sức và vốn đầu tư vào hạng mục công viên xanh này, cả cái công viên xanh tọa lạc ở núi công xanh ngoài thành phố Vinh, đây cũng là nguồn gốc của cái tên công viên xanh. Một con đường quốc lộ trên núi đủ để chứa ba chiếc xe hơi chạy ngang hàng kéo dài từ chân núi lên, giống như một con rồng rất dài bằng xi măng quấn quanh núi công xanh vậy cách núi công xanh không xa chính là con sông mẹ, sông hồng của thành phố Vinh, những tia nắng mặt trời ban mai đầu tiên chiếu xuống, sương mù bao phủ, khiến xung quanh núi công xanh giống như đang ở trong tiên cảnh, như mộng như ảo. Đường Tuấn ngồi ở trong xe, xe chạy đã chạy được một nửa con đường đi trên đường quốc lộ núi quanh co. Qua cửa kính xe, anh có thể cảm nhận được âm thanh hùng dũng của sông Hồng phía dưới và sự nguy nga đồ sộ của núi công xanh ngay cả khi anh không hiểu gì về thuật phong thủy thì cũng biết đây chắc chắn là nơi tuyệt nhất của phong thủy. Lý Quang Huy quả nhiên là có con mắt tinh tường, đường tuấn nhỏ giọng nói thầm, anh hơi ngẩng đầu, nhìn về phía mười mấy chấm nhỏ trên đỉnh núi của núi công xanh kia. Đó chính là 18 tòa biệt thự xa hoa mà Lý Quang Huy đặc biệt làm ra, mỗi tòa biệt thự đều có diện tích gần 500 mét vuông, là khu nhà cao cấp chân chính. Nếu không có 7 chục tỷ thì căn bản là không mua được. Còn về tòa biệt thự số 1 nằm ngay đỉnh ngọn núi nhất, đã không phải là tòa biệt thự có thể dùng tiền là mua được nữa rồi. Thử nghĩ một chút, đứng trên đỉnh núi công xanh, nhìn xuống được cả thành phố Vinh và sông Hồng, nghe thấy tiếng gió ngắm sương mù, đó là một cảnh vô cùng hùng vĩ, vô cùng lãng mạn. Cho dù là những người có tiền kia thì e là. Chương 128 anh bạn nhỏ thật sự thích nói đùa. Cậu nhóc này, cậu đến đây cũng là để xem cảnh náo nhiệt đúng không? lúc đường tuấn đang quan sát phong cảnh hùng tráng của công viên xanh bác tài xế lái xe lại thân thiết nói chuyện với anh trên mặt của ông ta lộ ra vẻ khao khát ánh mắt cũng nóng lên một chút nói sau khi công viên xanh mở cửa có thể nói là nơi tiêu tiền xa hoa nhất ở thành phố vinh một tháng lương của người bình thường sợ là cũng không đủ đi vào để uống ly rượu đường tuấn chỉ mỉm cười nhưng không có ý muốn tiếp lời chỉ là trong lòng anh cũng có chút nghi hoặc vì sao lý quang huy đột nhiên lại muốn gặp mình chẳng lẽ là bởi vì hôm đó mình đánh nhau với quách thịnh minh ở bệnh viện sao mười mấy phút sau xe taxi dừng ở trước cổng lớn sang trọng của công viên xanh kia mười mấy người vệ sĩ có thân hình cường tráng vạm vỡ vẻ mặt nghiêm túc đang đứng canh giữ ở một chỗ ngoài cổng không xa đã có không ít người nhìn xem và chụp ảnh đối với phần lớn bọn họ mà nói có thể đứng gần quan sát công viên xanh và phong thái của những ông chủ lớn kia đã là chuyện cực kỳ thỏa mãn rồi còn về phần đi vào công viên xanh, bọn họ không có cái suy nghĩ này. Phải biết là, tuy hôm nay công viên xanh đã tuyên bố mở cửa, nhưng ngày đầu tiên vì để khống chế lưu lượng người, chỉ có bộ phận người có có bối cảnh mới nhận được thư mời, mới có tư cách đi vào trong công viên xanh. Lúc đường Tuấn từ trên xe taxi bước xuống, ánh mắt của đám người lập tức đổ về phía anh, chỉ là khi nhìn thấy gió anh cũng không phải là nhân vật công chúng gì, thì thu tầm mắt lại cũng chỉ là một thằng nhóc đi xe taxi đến thì sao có thể là nhân vật lớn nhận được thư mời của nhà họ Lý chứ. Cậu nhóc, cậu đến xem náo nhiệt thì xem đi, nhưng chút nữa đừng có mà chạy loạn, và chạm tới mấy ông chủ lớn kia, đến lúc đó cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu. Bác tài xế lái xe thiện tâm, thấy đường Tuấn tuổi trẻ khỏe mạnh, sợ anh sẽ làm ra chuyện gì hồ đồ, nhân lúc anh đóng cửa xe thì vội vàng nhắc nhở. Động tác trên tay của đường Tuấn hơi ngừng lại, nói yên tâm đi đợi chút nữa sẽ có người đi ra đón tôi không cần bác phải lo lắng bác tài xế lái xe cười ha ha nói anh bạn nhỏ thật sự thích nói đùa bác tài xế lái xe đi đây đi đó lúc ở trên xe đã thầm đánh giá đường tuấn từ lâu rồi quần áo và phụ kiện trên cả người cộng lại cũng không đến triệu rưỡi trên người cũng không có bất kỳ phẩm chất đặc biệt nào mà nhân sĩ thành công nên có nhìn thế nào cũng không giống nhân vật có thể đi vào được công viên xanh đường tuấn cũng cười khóe mặt bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đi ra từ cổng công viên xanh, nói có người đến đón tôi rồi, bác đi thong thả nhé. Bác tài xế lái xe hơi lắc đầu, ở trong lòng hơi khinh thường nhìn đường Tuấn một cái. Người trẻ bây giờ thật là hư vinh, nhưng đến khi ông ta nhìn thấy một cảnh ở chỗ không xa kia, đôi mắt lập tức trợn tròn lên, thậm chí còn dùng tay rụi rụi con mắt, như thể sợ mình nhìn nhầm vậy. Mẹ kiếp, thằng nhóc kia rốt cuộc là ai, vậy mà có thể khiến đại tiểu thư nhà họ Lý đích thân ra nghênh đón sao? Trong mắt của bác tài xế tràn đầy vẻ không dám tin, lẩm bẩm nói. Không chỉ bác tài xế, đến cả đám người đang cầm điện thoại chụp ảnh để đưa lên trang cá nhân, cũng kinh ngạc đến rất cả cầm, giống như nhìn thấy ma vào ban ngày vậy. Chỉ thấy thằng nhóc này ăn mặc quê mùa đang đi đến trước mặt đại tiểu thư nhà họ Lý, Lý Ngọc Mai, càng ngạc nhiên hơn là đại tiểu thư nhà họ Lý vậy mà còn nở nụ cười với anh. Điều này khiến cho đám người nam giới bình thường đến cả gặp mặt của Lý Ngọc Mai cũng không thể cũng phải ghen tị đỏ mắt không thôi. Nhìn xem người ta đây mới gọi là cao thủ, cả người đều mặc đồ ngoài chợ cũng có thể nắm lấy được đại tiểu thư nhà họ Lý, lại nhìn lại bản thân mình, tuy là cả người ăn diện rất hoành tráng, nhưng đến cả cơ hội đến gần gặp mặt cô Lý cũng không có. Thật sự là người so với người, tức chết đi mà. Chương 129 anh sẽ tham gia nhỉ. Anh đến rồi sao? Lý Ngọc Mai mặc một chiếc váy xanh ra trời vừa vặn, trên gương mặt mang theo một nụ cười nhạt, hiện lên phong thái của một quý cô. Đường Tuấn gật đầu nhẹ, lúc trước Lý Ngọc Mai đã gửi tin nhắn qua cho anh, nói là sẽ đi ra đón anh, để tránh cục diện xấu hổ Đường Tuấn không có thư mời không đi vào công viên xanh được. Tuy là Đường Tuấn của bây giờ vẫn không lọt vào tầm mắt của Lý Ngọc Mai, nhưng ít nhất cô ta đã trịnh trọng đối đãi với Đường Tuấn hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Không cần biết là cao thủ nội công, hay là y thuật sánh ngang với Vương Tấn Lợi thì cũng đều đã có thể khiến cho Đường Tuấn có đủ tư cách để đứng trước mặt cô ta. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Đi thôi, ông nội tôi đang ở bên trong đợi anh, chúng ta đi vào trong trước đi." Lý Ngọc Mai nhẹ giọng nói, sau đó quay người đưa Đường Tuấn đi vào công viên xanh, chỉ để lại bóng lưng cho một đống ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ kia. Đi vào công viên xanh, dễ dàng có thể ngửi thấy mùi hương của hoa đào thoang thoảng. Bây giờ đã sắp đến cuối thu, vậy mà lại còn có thể ngửi thấy mùi hoa đào, đủ để có thể thấy đã tốn không ít chi phí và công sức rồi. Đại hội y học cổ truyền sắp tới, anh sẽ tham gia nhỉ? Lý Ngọc Mai đột nhiên hỏi. Tuy đường Tuấn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu. Lý Ngọc Mai nói, nghe nói quan hệ của anh và giáo sư thẩm rất tốt, với y thuật của anh, tôi đoán ông ta sẽ mời anh tham gia. Nhưng tôi vẫn khuyên anh một câu, tham gia coi như là lộ mặt ra, đi để được thêm kiến thức là được rồi. Đừng khoe tài. Đại hội y học cổ truyền lần này không giống với trước kia, không phải là nơi mà một bác sĩ nhỏ bé không có bối cảnh như anh có thể khống chế được. Cô ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn nói, cho dù anh là cao thủ nội công, cũng không được. Đường Tuấn thì lại sờ mũi, cười nói, không thử thì sao biết được là không được chứ? Lý Ngọc Mai lại cười lạnh nói, anh thì hiểu cái gì? Đại hội y học cổ truyền lần này có người muốn tập hợp tất cả người của y học cổ truyền lại liên hợp đối kháng với y học hiện đại. Đến cả Vương Tấn Lợi cũng không dám tùy tiện xuất hiện, dựa vào bản lĩnh và bối cảnh của anh, nếu như dám xuất hiện, thì sợ là đến lúc đó đến cả chết như thế nào cũng không biết. Anh đừng ỉ vào mình là cao thủ nội công thì muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho anh biết, dựa vào anh đến nội công hậu kỳ cũng không đạt đến, căn bản là không bước lên nổi nơi thanh lịch đó. Đại hội y học cổ truyền lần này có thể sẽ xuất hiện cao thủ cảnh giới chân khí trong truyền thuyết kia thấy chúng ta dù sao cũng là quen biết, nên tôi mới tốt bụng nhắc nhở anh đấy. Vậy thì tôi phải nói lời cảm ơn với cô Lý rồi. Những thứ này chắc là Vương Tấn Lợi nói cho cô biết nhỉ. Đường Tuấn vậy mà lại không hề nổi giận chút nào, cười nhẹ nói. Hừ, anh không cần quan tâm là ai nói cho tôi biết, nói tóm lại, nhớ cho kỹ là được rồi. Đi, chỉ coi như là biết thêm kiến thức, người, có những lúc nên cúi người thì cúi người. Vẻ mặt tươi cười của Lý Ngọc Mai mang theo một chút lạnh lùng, chỉ là trong lời nói dường như có mục đích. Lúc này, hai người đã đi đến bên ngoài tòa đình viện ở nơi sâu nhất của công viên xanh, cũng có bảy tám người vệ sĩ canh giữ bên ngoài, chỗ hông đều nổi phồng lên, hiển nhiên là đều mang theo vũ khí. Ở đây có lẽ là đình viện mà người nhà họ Lý ở. Cha tôi bọn họ đi ra ngoài tiếp đón khách khứ rồi, chỉ có ông nội tôi ở đây thôi. Chút nữa khi anh gặp ông thì chú ý một chút cho tôi. Lời nào nên nói, lời nào không nên nói, tự mình phải biết lấy." Lý Ngọc Mai ra lệnh nói. "Chương 130 anh ấy thực sự sẽ có khả năng." Đường Tuấn gật nhẹ đầu, chỉ là thái độ tùy ý này rơi vào mắt của Lý Ngọc Mai lại khiến cô ta khinh thường, một người sao có thể không có khí phách đến mức này chứ? Dựa vào dáng vẻ hèn nhát này của anh tu luyện đến nội công kiểu gì, và luyện tập y thuật kia như thế nào vậy? Đường Tuấn còn chưa vào cửa, đã nghe thấy một giọng nói hùng hậu như tiếng chuông nói đường tuấn cuối cùng cậu cũng chịu đến thăm ông già tôi rồi hả lý quang minh mặc bộ quần áo thời nhà đường rất có tinh thần bước đi thận trọng vững chắc ông ta của lúc này mới giống người cha của lý quang huy mà không phải là ông lão trông coi ở tiệm bán báo ngày đó cháu chào ông ạ à, đường tuấn cúi đầu chào hỏi lý quang minh vội vàng ngăn cản đường tuấn lại giọng điệu mang theo sự nén giận nói cậu có một khoảng thời gian không đến thăm tôi rồi nhỉ Gần đây cháu khá bận, còn không phải vừa rảnh rỗi đã đến đến thăm ông rồi sao?" Đường Tuấn cười giải thích. Vừa thấy Đường Tuấn đi tới, ông nội kéo anh lại nói chuyện, trong lòng Lý Ngọc Mai cảm thấy có chút kỳ quái. Kể từ khi cha cô Lý Quang Huy trở nên giàu có, người trong nhà bỗng chốc trở nên xa lạ, chẳng có chút cảm giác được tận hưởng hạnh phúc gia đình. Đây cũng là lý do lúc trước Lý Quang Minh thả ra ngoài ngồi coi sạp báo còn hơn là ở nhà họ Lý để tận hưởng sự giàu sang vinh hoa phú quý. Nếu anh ấy có bối cảnh tốt hơn thì có lẽ mình và anh ấy thực sự sẽ có khả năng. Lý Ngọc Mai không khỏi suy nghĩ điều này, chỉ là khi suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, ngay cả chính cô cũng bị chấn động. Lén lén lút lút nhìn hồ sơ của Đường Tuấn, khuôn mặt hồng nhuận bất giác đỏ lên. Trong lúc Lý Ngọc Mai còn đang suy nghĩ lung tung, ngoài sân vang lên tiếng bước chân. Tiếp sau đó là một nhóm người bước vào, đi đầu là Lý Quang Huy. Người đứng đầu của nhà họ Lý và bên cạnh là Trần Bá Phước đi theo sau ông ta nửa bước. Sau lưng Lý Quang Huy là lão Bạch, ông già này hơi khom người hai tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình trông như một ông lão đã đến tuổi xế chiều. Phía đằng sau có một nhóm nam nữ cả già cả trẻ đều mặc vest và đi giày da, có lẽ là nhân viên của tập đoàn Thịnh Thiên hay là nhân viên cốt cán của nhà họ Lý. Nhóm người này vừa bước vào đại sảnh, toàn thân mỗi người đều toát lên một vẻ khí thế áp đảo cả đại sảnh. Họ đã ngồi ở vị trí cao trong nhiều năm, từ lâu đã có khí chất của một vị cấp trên lại còn ngoan ngoãn vâng lời ở bên cạnh Lý Quang Huy, nhưng khi họ bước vào đại sảnh và nhìn thấy Đường Tuấn, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác vượt trội. Vài ánh mắt quét qua trên người Đường Tuấn, khẽ nhíu mày. Những người có thể vào đại sảnh ngày hôm nay đều là thành viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên hoặc là nhân viên cốt cán của nhà họ Lý. Nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về một người trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ là con rể của Lý Quang Huy? Nghĩ đến điều này, nhưng ánh mắt đang nhìn về phía Đường Tuấn bỗng trở nên khó chịu. Lão Bạch khẽ mở mắt liếc nhìn Đường Tuấn, trong mắt tràn đầy sự cảnh cáo. Lý Quang Huy dường như không nhìn thấy điều này, ông ta dẫn đầu đám đông đi đến trước mặt Đường Tuấn và nói, "Đường Tuấn, cậu đến rồi." Trên mặt ông ta nở một nụ cười như thể trưởng bối chào hậu bối, y như trước đó giữa hai người không hề tồn tại mâu thuẫn nào cả chương 131, nhà họ Diệp và nhà họ Tề có ai đến không? Đường Tuấn khẽ gật đầu, coi như là đáp lại. Lý Quang Huy tâm tư sâu kín có thể góp vui lấy lệ, nhưng Đường Tuấn thì không làm được như thế. Đương nhiên, không thể nào có chuyện như kiểu trưởng bối và hậu bối gặp nhau vui vẻ tay bắt mặt mừng. Nhưng tư thế của anh trong mắt người khác lại trở nên kiêu căng ngạo mạn. Chỉ là, Lý Quang Huy không nói gì nên bọn họ cũng không dám nhiều lời. Ngược lại, Trần Bá Phước lại rất thích thú nhìn về phía Đường Tuấn, thậm chí còn cười với anh. Lý Quang Huy liếc nhìn Đường Tuấn đầy ẩn ý sau đó cũng không chú ý đến anh nữa. Chào hỏi Lý Quang Minh xong, anh ngồi vào ghế chính và bắt đầu thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc mở cửa công viên xanh. Lý Tổng, việc khánh thành công viên xanh lần này có vẻ không tồi nhỉ. Nếu ông tận dụng thật tốt nó, thì nói không chừng ông có thể tạo dựng nên thương hiệu công viên xanh đấy nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể sánh ngang với thiên thượng nhân gian của Hà Nội rồi. Một người đàn ông trung niên mặt đầy nịnh nọt nói. Nghe thấy vậy, đường Tuấn lắc đầu trong âm thầm, thiên thượng nhân gian được coi là câu lạc bộ số một ở thủ đô của Việt Nam, muốn vào được ít nhất phải có bối cảnh cường thịnh như gia tộc nhà họ đường. Mặc dù công viên xanh ở thành phố Vinh cũng không tệ nhưng đừng nói là so với thiên thượng nhân gian, cho dù là toàn bộ tỉnh Khánh Hòa cũng không thể nào trở thành câu lạc bộ số một được. Người này thật sự dám so sánh công viên xanh với thiên thượng nhân gian, thật giống với một con cóc đang mơ về một ngày trở thành hoàng tử và cưới được một nàng công chúa vậy. Nhưng những người khác lại không nghĩ như Đường Tuấn, nghe có người nói vậy, trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ phấn khích, đồng ý chấp thuận, như thể việc công viên xanh thay thế thiên thượng nhân gian chỉ còn là vấn đề về thời gian. Lý Quang Huy lắc đầu rồi nói, nhà họ Diệp và nhà họ Tề có ai đến không? buổi khánh thành công viên xanh này lý quang huy cũng mời nhà họ diệp và nhà họ tề vẫn chưa gần đây diệp nam nhật bận khai trương hai loại thuốc mới con trai của ông ấy là diệp thanh phương cũng đã phải nhập viện vì bị thương nên không thể đến được còn về nhà họ tề hình như gần đây họ đang đón tiếp một vị khách rất quan trọng những nhân vật quan trọng trong gia tộc họ tề đều không xuất hiện một người phụ nữ ngồi bên cạnh lý quang huy nói lý quang huy gật đầu Đương nhiên ông ta biết vị khách quan trọng của nhà họ Tề chính là Quách Thịnh Minh. Lần này tập đoàn Nam Nhật bắt đầu nghiên cứu loại thuốc mới, e rằng ý đồ không nhỏ, chúng ta có cần phải. Không lý tổng, có người suy nghĩ một chút vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lý Quang Huy. Lý Quang Huy còn chưa trả lời, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng rồi nói, Diệp Nam Nhật muốn nghiên cứu một loại thuốc mới, nhưng tham vọng của ông ta không hề nhỏ chỉ là loại thuốc mới này có thành công hay không lại là hai vấn đề khác nhau. Tôi nghe nói lần này Diệp Nam Nhật đã đầu tư rất nhiều tiền vào loại thuốc mới này. Nếu xảy ra vấn đề gì thì có lẽ ông ta chỉ có thể tuyên bố phá sản thôi. Ông ta tỏ vẻ, chương 132 có gan thì nói lại lần nữa xem nào. Người đàn ông trung niên nói những lời này một cách rất tự hào, cứ như thể ông ta đã định đoạt được tương lai của y học cổ truyền chỉ trong một vài từ khi ông ta nghĩ rằng lời nhận xét của mình vô cùng uyên bác hiểu biết thì có một giọng nói nhàn nhạt, nhạt vang lên trong đại sảnh chỉ dựa vào ông cũng xứng để bàn luận về y học cổ truyền. Câu nói này vừa vang lên trong đại sảnh, tất cả mọi người đều giật mình, sau đó nhìn về phía người vừa nói. Đó là người thanh niên trẻ tuổi đã không được họ để vào mắt kể từ khi bước vào đại sảnh. Chỉ là, lúc này người thanh niên kia không còn vẻ mặt bình tĩnh đó mà trở nên có chút kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên vừa nói. Người đàn ông trung niên khuôn mặt nhìn có chút xấu xí, là phó chủ tịch của tập đoàn Thịnh Thiên, trừ ông chủ lớn Lý Quang Huy ra, không ai là không nể mặt khi nhìn thấy ông ta, nhưng bây giờ ông ta lại thấy nhục nhã như vậy. Nhưng ông ta không hề bị tức giận, lặng lẽ liếc nhìn Lý Quang Huy, điều ông sợ nhất chính là người này có quan hệ với nhà họ Lý, đến lúc đó sợ e là ông ta chỉ có thể nuốt cục tức này vào. Nhưng ông ta thấy Lý Quang Huy vẫn ngồi yên ở đó cúi đầu nhấp ngụm trà, cứ như không nghe thấy lời nói của ông ta vậy trong lòng ông ta cũng đã bình tĩnh lại, nói thầm, xem ra cũng chỉ là một đứa trẻ không lọt vào mắt của Lý Quang Huy thôi, xem tôi dạy dỗ cậu như thế nào. Nghĩ như vậy, ông ta đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình, hai tay chống lưng, cái bụng bia hơi phồng lên, khóe miệng hiện lên một tia diễu cợt, nhìn đường Tuấn khinh bỉ nói cậu nhóc, cậu vừa nói cái gì? Có gan thì nói lại lần nữa xem nào. Đường Tuấn cũng cười lạnh, ánh mắt ẩn chứa sự bình tĩnh cùng kiêu ngạo, có chút lạnh lùng nói, tôi nói, Ông không xứng để bàn luận về y học cổ truyền. Khi nghe điều này, người đàn ông trung niên càng tỏ ra khinh thường hơn, như thể ông ta đã nghe thấy một điều gì đó vô cùng nực cười. Ông ta cười nhạt nói, "Ha ha, tôi không xứng bàn luận về y học cổ truyền. Vậy theo cậu, ai mới có tư cách để bàn luận về y học cổ truyền?" Vừa nói xong, trong mắt ông ta đã lóe lên một tia âm mưu. Lời nói của ông ta không hề đơn giản chỉ một câu nói đã trói buộc tất cả các thành viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên lại với nhau. Nếu Đường Tuấn đắc tội với ông ta, điều đó đồng nghĩa với việc đã mạo phạm với tất cả các thành viên cấp cao khác, e rằng sẽ không có chỗ đứng ở trong thành phố Vinh nữa. Sắc mặt Lý Ngọc Mai hơi thay đổi, cô căng thẳng nhìn Đường Tuấn trong lòng có chút tức giận. Tại sao anh chàng này luôn tự đề cao bản thân mình như vậy chứ? Không biết rằng, ở những nơi như thế này thì cần phải cẩn thận lời nói của mình sao, anh ấy vậy mà lại dám ở trước mặt rất nhiều người thế này mà lớn tiếng ngông cuồng như vậy. Ánh mắt Đường Tuấn quét qua mấy thành viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên, bao gồm cả lão Bạch và Lý Quang Huy, nhưng trong đôi mắt của anh vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như đang ở trong vực sâu ngàn năm vậy. Cuối cùng nhàn nhạt nói, các ông đều không xứng. Mọi người trong đại sảnh đều đang chờ câu trả lời của Đường Tuấn, nhưng khi câu nói của Đường Tuấn được nói ra lập tức khiến vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên mất tự nhiên. Bọn họ là ai? Bọn họ đều là giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên đó. Mỗi người đều có tài sản giá trị lên đến hàng chục triệu và tất cả họ đều là những người có ánh mắt nhìn hàng đầu. Những người như Đường Tuấn nhìn một cái đã biết là người bình thường thậm chí họ còn không thèm để mắt tới, nhưng bây giờ Đường Tuấn lại nói, các ông đều không xứng, đó là một sự sỉ nhục lớn đối với họ. Ngay cả lão Bạch vẫn luôn chưa nói gì cũng mở mắt ra khẽ liếc nhìn Đường Tuấn, bầu không khí hiện tại giống như dòng chảy ngầm dưới sóng lặng có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào. Chỉ là, dù sao ông ta cũng không phải người bình thường, không cần thiết phải lập tức ra tay. Nhóc con, cậu là cái thá gì mà dám ở đây xỉ nhục tôi như vậy, cậu muốn chết sao? Chương 133 nhưng nếu đã nói ra rồi thì sẽ phải trả giá. Nói đi, là ai cho cậu vào đây, nhân viên bảo vệ bây giờ quả thực càng ngày càng không làm việc ra gì nữa rồi, ngay cả cái loại chó mèo gì cũng đều có thể cho vào. Trong một ngày Ông đây kiếm tiền nhiều hơn cậu cả đời, vậy mà lại dám nói tôi không xứng nói đến thuốc trung y. Cậu không cho chúng tôi bàn luận, tôi càng muốn bàn đấy, thứ rác rưởi mê tín thời phong kiến như y học cổ truyền lẽ ra phải bị thời đại loại bỏ từ lâu rồi. Lúc này, người đàn ông trung niên lớn tiếng ban đầu lại im lặng không nói gì, mục đích của ông ta đã đạt được. Bây giờ Đường Tuấn đã trở thành mục tiêu chỉ trích của tất cả mọi người liệu anh có thể bước ra khỏi cánh cửa này một cách an toàn không lại là hai chuyện khác nhau và ông ta cũng không cần phải ra tay. Ông ta lắc đầu khinh thường nhìn về phía đường Tuấn, ông ta đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi như đường Tuấn, kiểu người này bình thường luôn giả bộ kiêu căng ngạo mạn để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng bởi vì không biết cúi đầu nên đã làm mất lòng rất nhiều người, cuối cùng lặng lẽ biến mất ở một góc xó xỉnh nào đó. Đối mặt với những lời chỉ trích và sỉ nhục từ đám đông, Đường Tuấn vẫn không có hành động gì, Đứng thẳng người và cười nhẹ, các ông cho rằng các ông kiểm soát được tiền bạc là sẽ kiểm soát được sự sống chết tương lai của người khác, nhưng ngay cả lọt vào được trong mắt tôi các ông cũng không có tư cách gì, nếu tôi muốn thì chỉ cần một cây ngân châm cũng có thể quyết định được sự sống chết của các ông đấy. Đe dọa, một sự đe dọa trắng trợn. Những thành viên cấp cao thường ngày đều sống trong nhung lụa này đã lập tức đứng lên, ánh mắt tức giận nhìn Đường Tuấn nói, quyết định được sự sống chết của chúng tôi. Chỉ dựa vào cậu cũng xứng sao? Ông đây chỉ cần tốn chút tiền đã có thể khiến cho cậu chết hàng trăm lần rồi." Đường Tuấn lắc đầu nhìn Lý Quang Huy vẫn đang ngồi yên trên ghế. Rõ ràng sau khi biết anh là một người xuất thân từ y học cổ truyền, lại để cho cấp dưới của mình sỉ nhục y học cổ truyền trước mặt anh như vậy, nếu nói là không có sự chấp thuận ngầm của Lý Quang Huy, anh còn lâu mới tin. Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng đây là cái bẫy mà Lý Quang Huy cố tình sắp đặt cho anh, mục đích chắc hẳn là để cảnh cáo anh nhỉ? Chính vì biết những điều đó nên Đường Tuấn không thể không đứng ra đối mặt, thậm chí còn thốt ra những lời lẽ ngông cuồng, đe dọa sự sống chết của người khác. Y học cổ truyền là gốc rễ của anh và nhà họ Đường, sao có thể để cho y học cổ truyền bị người khác sỉ nhục như vậy chứ? Lão Bạch lúc này cũng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng vẻ mặt kinh thường nhìn Đường Tuấn nói, lão già này đứng ở đây, tôi muốn xem cậu làm sao có thể dùng một cây ngân châm để quyết định được sự sống chết của tôi. Vừa nói xong ông ta vừa đi về phía đường Tuấn, gần từng chữ có một số việc không được nói bừa, nhưng nếu đã nói ra rồi thì sẽ phải trả giá. Khí thế trên người ông ta phát ra càng ngày càng mạnh, một số lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên ở xung quanh buộc phải lui về phía sau. Từ lâu bọn họ đã nghe nói ông lão bên cạnh Lý Quang Huy không phải người bình thường, hôm nay bọn họ cuối cùng cũng có thể nhân cơ hội này nhìn một chút. Lý Ngọc Mai đứng bên cạnh vẻ mặt đã tái đi không ít cô ta gần như thiếu chút nữa đã chạy lên trước mặt đường Tuấn mà chửi mắng anh rồi. Anh không thể nào nhẫn nhịn được một chút sao, cho dù anh là cao thủ nội công, nhưng Lão Bạch là người như nào, ông ta còn thiếu một bước nữa là có thể trở thành cao thủ cảnh giới chân khí trong truyền thuyết đấy, 100 người như anh cũng không đủ cho người ta đánh. Chẳng lẽ anh còn có thể lợi hại hơn Lão Bạch sao? Chỉ có vẻ mặt của đường Tuấn vẫn như cũ, cỗ khí thế bước ép mọi người lui ra ngoài giường như chỉ là gió xuân, không có ảnh hưởng gì đối với anh cả. chương 134 mỗi bước một câu. Chỉ có một chút công phu như vậy, cũng dám dạo ai trước mặt tôi sao? Cậu coi lời cảnh cáo của tôi đối với cậu ngày đó là nói đùa sao? Cho rằng lão già này thật sự không dám giết cậu à? Trong lúc nói, lão Bạch cũng đã đi tới trước mặt đường Tuấn, dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Mỗi bước một câu, nếu là những người bình thường, họ đã quỳ xuống đất dập đầu nhận lỗi từ lâu thấy đường Tuấn vẫn bình tĩnh, mặc dù trong lòng Lão Bạch vẫn có chút thắc mắc tại sao tu vi nội công trung kỳ của đường Tuấn lại có thể chống lại khí thế áp lực của mình. Phải biết rằng ông ta đã chạm đến ngưỡng của nội công hóa khí, không phải kẻ luyện võ nội công sơ cấp nào cũng có thể so sánh cùng. Mà trong lòng ông ta vẫn có nghi vấn, tại sao ông ta không cảm giác được sự dao động của nội lực bên trong thân thể của đường Tuấn chứ? Nhưng những nghi vấn này nhanh chóng bị Lão Bạch dập tắt, cho dù đường Tuấn có điều gì cổ quái đi chăng nữa, hôm nay anh cũng không thể trốn khỏi đây sát ý ẩn chứa trong lòng đợi đến khi giao thủ ông ta sẽ lặng lẽ tiêu diệt đường tuấn điều ông ta không thích nhất chính là kiểu thanh niên không biết trời cao đất dày là gì về phần hậu quả cho ông ta thêm một chút thời gian ông ta sẽ là một cao thủ cảnh giới chân khí chân chính đủ để tung hoành ngang dọc không cần cố kỵ dừng lại đúng vào lúc này lý quang minh đột nhiên hét lên ông kéo đường tuấn lại và bảo vệ phía sau mình một đôi mắt mạnh mẽ như hổ nhìn về phía Lý Quang Huy và nói, thằng kia tao khó khăn lắm mới tìm được một người trẻ tuổi có thể nói chuyện được với tao, mày lại tới phá hoại, mày muốn chọc cho cha mày tức chết sao? Lý Quang Huy là một người con hiếu thảo, nghe thấy lời này từ cha mình, ông ta đương nhiên không dám ngồi yên nữa, cứ như vậy đứng lên bước nhanh đến chỗ Lý Quang Minh nắm lấy tay ông cụ nói cha, sao con có thể phá hoại chuyện này chứ? Rõ ràng Đường Tuấn là người nói năng lỗ mãng trước mà, còn lão Bạch và những người khác cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn dạy cho Đường Tuấn cách làm người như thế nào mà thôi. Lý Quang Minh lạnh lùng nhìn Lý Quang Huy nói, cất cái bộ dạng này của mày lại đi, đừng tưởng rằng tao không biết mày đang muốn làm gì. Biết rõ Tiểu Đường là thầy thuốc y học cổ truyền, vậy mà vẫn bàn luận về y học cổ truyền trước mặt cậu ấy, rốt cuộc ai mới là người nói năng lỗ mãng trước? Lão Lý, chúng tôi, một số thành viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên đang cố gắng giải thích Lý Quang Minh lạnh lùng liếc nhìn bọn họ nói, tôi cùng con trai tôi nói chuyện, từ lúc nào thì đến lượt mấy người chen vào thế. Sắc mặt của những người đó trở nên tái nhẹt, nhưng họ vẫn không dám nói bất cứ điều gì. Nếu thực sự dám nói năng lỗ mãng với Lý Quang Minh, thì chuỗi ngày tốt đẹp của họ ở tập đoàn Thịnh Thiên sẽ thực sự kết thúc. Cha! chương 135, thật to gan. Việc này, Lý Quang Minh hơi nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về phía đường Tuấn, theo ông ta thấy quả thật là đường Tuấn có chút làm to chuyện, những người đó vừa mới nói mấy câu không hay về y học cổ truyền, anh đã đòi lấy tính mạng người ta. Nếu không phải ông cụ có nhiều tình cảm với đường Tuấn, e rằng cũng sẽ không đứng ra nói đỡ giúp anh. Đường Tuấn, cậu xem, hay là xin lỗi họ một câu nhé, Lý Quang Minh do dự nói, xét cho cùng, Lý Quang Huy là con ruột của ông ta. Vì vậy ông ta đương nhiên không muốn nhìn thấy Lý Quang Huy không thể thu dọn được tàn cục. Đường Tuấn lắc đầu nói, "Thưa ông, cháu có thể hứa với ông bất cứ điều gì, nhưng chuyện này thì xin lỗi cháu không thể bỏ qua được." Nhà họ Đường của cháu đã nhận được rất nhiều ân huệ từ y học cổ truyền, nếu có người khinh miệt y học cổ truyền trước mặt cháu mà cháu lại chỉ ngồi yên không lên tiếng, vậy thì Đường Tuấn cháu thậm chí còn không có tư cách để làm người nữa rồi." Lý Quang Minh liếc nhìn Đường Tuấn tán thưởng, vỗ nhẹ vào vai anh và nói, "Có cốt khí, yên tâm đi nếu cậu đã không muốn, vậy thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng cậu đâu." Cha, vẻ mặt Lý Quang Huy có chút mất tự nhiên. Lý Quang Minh xua tay nói, "Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây đi, tôi dẫn Đường Tuấn ra ngoài đi dạo, không quấy rầy mọi người nói chuyện nữa, lão già này ngồi đây có lẽ sẽ vướng mắt mọi người." Nói xong liền kéo Đường Tuấn đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. "Hừ, hèn nhát, chỉ biết trốn dưới sự che chở của người khác, có thể làm được những việc lớn lao gì nữa chứ?" Lúc này tiếng lão Bạch vang lên sau lưng Đường Tuấn với giọng điệu vô cũng khinh thường lời nhận xét của lão bạch có lẽ cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người đang có mặt tại đây ngay cả lý ngọc mai cũng thở dài không biết là nên cảm thán vì đường tuấn may mắn hay là do anh thiếu cốt khí mỗi khi gặp tai nạn đều có người ra tay trợ giúp đầu tiên là thẩm dũng tiếp sau đó là diệp nam nhật và bây giờ ngay cả ông nội của cô cũng đang giúp đỡ anh nhưng tương lai của một người như vậy sẽ ra sao quyền lực của người khác cuối cùng cũng vẫn thuộc về người khác Đến khi nào thì Đường Tuấn mới có thể tự dùng thực lực của chính bản thân mình đây?" Đường Tuấn dừng bước quay đầu lại nhìn lão Bạch và những thành viên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên khinh thường nói, "Các ông trong mắt tôi cùng con sâu con kiến có gì khác nhau chứ? Thậm chí đến tính mạng của bản thân mình còn không thể khống chế được, cho dù có quyền lực đến đâu thì cũng có ích lợi gì." Từ trong miệng của Diệp Nam Nhật, anh bắt đầu hiểu được luồng chân khí không tên của mình đại diện cho điều gì, cộng thêm với việc điều trị bệnh của Thẩm Ngọc Nhu gần đây, chân khí của anh càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, cho dù Lão Bạch là một cao thủ nội công, nhưng anh cũng là cao thủ cảnh giới chân khí, đến dâu cọp anh cũng dám vuốt. Đây mới là sự tự tin lớn nhất hiện nay của Đường Tuấn. Thật to gan, Lão Bạch cười cả giận nói, nhóc con, nếu như cậu thật sự có bản lĩnh như vậy, lúc khác có dám đánh cược với Lão già này một trận không? Nếu tôi thua thì ngay tại trước mặt mọi người sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi cậu, thế nào? Những lời này vừa nói ra mọi người đều nhìn về phía đường Tuấn, bằng ánh mắt mong chờ đặc biệt là là những người trước đây sỉ nhục y học cổ truyền khuôn mặt lại càng đầy vẻ diễu cợt. Lão Bạch vẫn luôn là cao thủ thực sự, thằng nhóc này cho dù có luyện mười mấy năm đi nữa cũng không thể là đối thủ của ông ta. Ha ha, nếu cậu ta đồng ý thì cũng xem như là có vài phần cốt khí, chỉ là đến lúc đó có thể sẽ bị gãy vài cái xương thôi. Những người thân quen với Lão Bạch trong lòng thầm nghĩ. Đường Tuấn, Đừng đồng ý, ông ta chỉ là đang khích tướng cậu thôi." Lý Quang Minh nói. Chương 136, người một nhà. Đường Tuấn nhìn nụ cười trên mặt Lý Quang Huy, anh không hề biết rằng đây mới là mục đích mà họ tìm đến anh ngày hôm nay, anh cười nhẹ nói, "Nếu lão Bạch đã có ý như vậy thì tôi đành đồng ý." "Được, coi như cậu cũng có chút cốt khí đấy. Đến khi lão già này ra tay sẽ hạ thủ lưu tình với cậu." Lão Bạch nói một cách tự mãn. Đường Tuấn không ở lại nữa. Theo Lý Quang Minh vẻ mặt đang bất mãn cùng nhau rời khỏi đại sảnh. "Lão Bạch, sau này sẽ phải cho thằng nhóc đó một bài học." "Đúng vậy lão Bạch, thằng nhóc đó dám ngang ngược như vậy, cậu ta thực sự coi mình là Diệp Thanh Phương hay Tề Hưng, cậu ta chỉ là một tên tiểu tốt vô danh vậy mà vẫn ra vẻ như mình là cậu chủ vậy." Nghe được những lời nhận xét này, lão Bạch mỉm cười nói, "Mọi người cứ yên tâm, việc đánh bại cậu ta đối với lão già này chỉ là một việc dễ dàng, mọi người chỉ cần đợi tin tốt là được." Ông ta chỉ còn cách cảnh giới chân khí một bước chân thôi, Đường Tuấn làm sao có thể là đối thủ của ông ta chứ? Khi mọi người nghe thấy điều này, tất cả đều bật cười. Ngay cả Lý Quang Huy cũng không để ý đến nữa, tảng đá đè nặng trong lòng như được buông xuống. "Đường Tuấn, cậu quá hấp tấp rồi đấy." Lý Quang Minh nhìn Đường Tuấn một lúc lâu sau mới lên tiếng, "Nếu cậu cùng con trai tôi có mâu thuẫn, tôi vẫn có thể hòa giải, nhưng cậu thật sự không nên đối đầu với lão Bạch kia." Lão già đó nếu con trai tôi không có ân huệ với ông ta thì căn bản ông ta cũng sẽ không để ý đến nhà họ Lý, nếu ông ta thực sự điên lên, đến con trai tôi cũng không dám ngăn cản. Mặc dù Lý Quang Minh không biết thân phận của Lão Bạch nhưng thường ngày hay nghe lời cằn nhằn của Lý Quang Huy cũng không ít, đối với Lão Bạch cũng khá là tôn trọng. Đường Tuấn mỉm cười cũng không giải thích gì nhiều. Nghe Ngọc Mai nói cậu đang làm việc ở Thư viện, công việc có vẻ không được suôn sẻ, cậu có cần tôi giúp gì không? Lý Quang Minh đột nhiên hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói, không cần đâu ông Lý. Lý Quang Minh nói, vậy thì tốt rồi, người trẻ tuổi tham vọng cao hơn năng lực cũng không phải là điều tốt, trước mắt cậu cứ ở lại thư viện một thời gian, đến lúc đó tôi sẽ nói với Quang Huy một câu, cũng không thể để ân nhân cứu mạng của mình canh giữ ở thư viện mãi được, đây đã là gì chứ? Cảm ơn ông Lý, trong lòng Đường Tuấn có chút cảm động. Lúc này Lý Quang Minh mỉm cười ái muội, nhìn bóng lưng mơ hồ trong đại sảnh, trầm giọng một chút mới nói, khách khí cái gì? chúng ta đều sắp trở thành người một nhà cả rồi. Người một nhà, Đường Tuấn cảm thấy khó hiểu hỏi lại. Lý Quang Minh nói, tên nhóc nhà cậu cho tới bây giờ vẫn giả bộ không biết trước mặt tôi sao. Cháu gái tôi thường nhắc đến cậu trước mặt tôi, đến nỗi tai tôi gần như trở nên trai cả rồi. Nghĩ đến thái độ của Lý Ngọc Mai đối với mình, Đường Tuấn cười khổ, hẳn là không phải những lời tốt đẹp gì. Lý Quang Minh gật đầu nói, tính tình của cháu gái tôi, chẳng lẽ tôi còn không biết sao, nếu đó là người mà nó không để tâm đến, con bé thậm chí còn lười nhắc đến. Nhưng từ khi quen biết cậu, về cơ bản con bé thường hay đến gặp tôi để phàn nàn vài câu, nhưng giọng điệu có vẻ khá là bực bội, con người của con bé luôn là như vậy, miệng cứng như đau nhưng lòng thì mềm như đậu phụ, đợi hai người tìm hiểu sâu hơn thì cậu sẽ hiểu. chương 137, là ai mà lại dám ngang nhiên dùng thuốc độc như vậy? Đường Tuấn sừng sốt, trong lòng thầm lắc đầu tuy rằng lý quang minh nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng nghĩ đến thái độ của lý ngọc mai đối với mình lãnh đạm như vậy nếu cô ấy thật sự có ý với anh như vậy mới là lạ đấy lý quang minh vỗ vai đường tuấn nói tóm lại làm việc chăm chỉ tôi rất xem trọng cậu vương tấn lợi quá kiêu ngạo tề hưng có tâm tư không đơn thuần cũng không xứng đôi với cháu gái tôi chút nào đường tuấn cảm thấy thật sự không còn lời nào để nói Nói chuyện này với Lý Quang Minh còn không bằng đánh nhau một trận sáng khoái với lão Bạch vừa rồi còn hơn. Công viên xanh rất lớn, Đường Tuấn cùng Lý Quang Minh đi bộ hơn mười mấy phút vẫn chưa đi hết. Lúc này, cả hai đang đi vào một khu rừng hoa quế, mùi thơm thoang thoảng của hoa quế phiêu dạt trong không khí. Ông lão ngửi thấy mùi hương hoa quế thơm ngào ngạt, trên mặt nở một nụ cười, nhìn dáng vẻ chắc hẳn tâm trạng rất tốt. Nhưng ngay lúc Đường Tuấn ngửi thấy mùi hương này, sắc mặt anh thay đổi rõ rệt lập tức nín thở. Anh muốn nhắc nhở Lý Quang Minh nhưng đã quá muộn, Lý Quang Minh bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó nghiêng người ngã xuống đất, cũng may Đường Tuấn kịp thời đỡ lấy ông lão. Đường Tuấn đỡ lấy ông lão, may mà bên cạnh có một cái bàn đá, đành tạm thời để Lý Quang Minh ngồi lên đó. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt chợt trở, trở nên lạnh lùng, nhìn về phía rừng cây hoa quế lẩm bẩm, là ai mà lại dám ngang nhiên dùng thuốc độc như vậy? Bên trong hương hoa quế thơm ngào ngạt vừa rồi lại thoang thẳng có lẫn mùi độc dược. Mặc dù nó không gây tử vong, nhưng nó khiến người ta bất tỉnh trong một đến 2 giờ. Theo suy đoán của Đường Tuấn, e rằng chỉ có người luyện võ thi triển nội công mới có thể miễn nhiễm một chút, nhưng nếu hít vào quá nhiều, anh cũng sẽ bất tỉnh. Cảm nhận được luồng không khí dao động, dường như đang hướng về đại sảnh của công viên xanh, lúc này mùi hương của hoa quế có lẽ đã bay vào trong đại sảnh. Ngoại trừ lão Bạch và Trần Bá Phước, hầu hết tất cả những người bên trong đại sảnh đều là người bình thường. Về phần sư huynh muội thiệu nhất nguyên vốn bảo vệ Lý Ngọc Mai, Lý Quang Minh chỉ nói với Đường Tuấn rằng, cặp sư huynh muội này hình như đều xuất thân cùng một sư phụ, bọn họ có phụ trách tiếp đãi cô ta. Có vẻ như chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước. Đường Tuấn lẩm bẩm, xem ra có nhiều người đang để ý đến nhà họ Lý, chỉ là không biết lần này lại là ai. Đúng như Đường Tuấn suy đoán, từ phía xa trong rừng hoa quế đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt. Thị lực của Đường Tuấn rất tốt, rất nhanh đã nhìn thấy có người đang đi ra khỏi khu rừng, trên mặt không giấu được nụ cười. Chỉ nhìn thấy một bà lão mặc một chiếc áo choàng màu xám kỳ lạ, trên chiếc áo choàng có hình hoa văn côn trùng, cây cỏ, chim muông và thú vật kỳ dị, đang đi về hướng anh đang đứng. Dưới chân bà ta có một con rắn đen to bằng cánh tay người lớn, dài gần 2 mét đang bỏ theo. Bách thảo hương của bộ tộc người mèo mình độc đến mức cho dù là các cao thủ nội công cũng có thể choáng váng đầu óc, ha ha, lấy ra để đối phó với đám người bình thường này thật sự là dùng dao mổ trâu để giết gà nhưng như vậy cũng tốt dù sao thân phận của mình cũng không thể để quá nhiều người biết được bà lão người dân tộc mèo hơi cúi đầu xuống như thể là đang nói chuyện với con rắn đen dưới chân mình con rắn đen dường như có thể hiểu được lời nói của bà lta cái lưỡi cứ liên tục phun ra như muốn đáp lại lời của chủ nhân lúc này đột nhiên đôi mắt tam giác của con rắn đen dựng ngược lên chương 138 tiếng sáo phát ra vô cũng khó nghe. Nhưng khi bà ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa, chàng trai trẻ đang nhìn về phía bà ta cười khẩy một cái. Chết tiệt, sao lại là cậu ta? Trong lòng bà ta thầm nguyền rủa bà ta nghi ngờ không biết có phải là gần đây vận may của mình xui xẻo hay không mà hai lần ra tay đều đụng phải cùng một người, nếu là người thường thì không nói gì, nhưng đối thủ lại là một cao thủ cảnh giới chân khí hơn nữa thực lực lại mạnh hơn bà ta rất nhiều vẻ mặt bà ta không ngừng thay đổi đối mặt với cao thủ cảnh giới chân khí thậm chí đến một chút tự tin bà ta cũng không có nhưng hôm nay bà ta có việc cần phải làm chỉ có thể bất chấp khó khăn mà đi về phía trước con rắn đen nhìn đường tuấn có chút sợ hãi lần trước nó bị thương trên tay người này đến bây giờ nó vẫn còn nhớ rất rõ thật là trùng hợp tiểu huynh đệ Bà lão đi tới trước mặt đường Tuấn, toàn thân tập trung sức mạnh sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, trên môi nặn ra một nụ cười nhẹ giọng hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, diễu cợt tôi không nghĩ là trùng hợp. Nụ cười trên mặt bà lão cứng đờ nói, xem ra cậu không có ý định cho tôi qua nhỉ. Bà cảm thấy thế nào? Đường Tuấn hỏi ngược lại, bà ta cười lạnh, chất giọng khàn đặc như tiếng quả trong đêm nghe vô cùng đáng sợ bà ta nhìn đường tuấn bằng một đôi mắt xám đen và nói giữa cậu và bộ tộc mèo chúng tôi vốn dĩ chẳng có ân oán gì vậy tại sao cậu cứ nhất quyết không buông tha cho thân già này chứ tuy rằng cậu là cao thủ cảnh giới chân khí nhưng chắc hẳn là cậu cũng mới bước vào cảnh giới này không lâu nếu như cưỡng ép bản thân e rằng cũng sẽ chẳng có lợi ích gì hà tất phải động thủ với thân già này chỉ vì những người ngoài không liên quan chứ nếu hôm nay cậu nhường đường cho tôi chuyện lần trước cậu làm tôi bị thương tôi sẽ không tính toán nữa Cậu thấy thế nào? Bà ta cảm thấy lời mình nói hợp tình hợp lý, chắc hẳn Đường Tuấn không có lý do gì để từ chối. Nếu bây giờ bà rời đi, tôi có thể coi như là mình không nhìn thấy. Đường Tuấn nhẹ giọng đáp, tuy rằng anh không để tâm đến người nhà họ Lý, nhưng một người lương thiện như anh sao có thể để chuyện như thế này xảy ra mà không quản cho được. Vậy thì không cần nói nhiều nữa, thằng nhóc hôm đó tôi không làm gì được cậu, vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm thử sự lợi hại của cổ độc dân tộc mèo. Bà ta cười lớn. Nói xong bà ta rút từ trong ống tay áo rộng một cây sáo trắng như ngọc, đặt lên đôi môi khô khốc của mình, đột nhiên vang lên một âm thanh u ám. Tiếng sáo phát ra vô cũng khó nghe. Sáo làm bằng xương, đường tuấn khẽ nhíu mày. Dân tộc mèo có bộ phương pháp riêng thuần hóa côn trùng để nuôi cổ, cây sáo bằng xương này là một trong số đó. Dùng âm thanh của tiếng sáo khiến những con côn trùng độc gần đó nghe theo âm thanh mà di chuyển đến, nghe theo hiệu lệnh của người thổi sáo để cho họ điều khiển nhóc con cũng có chút hiểu biết đấy nếu bây giờ cậu rời đi tôi vẫn giữ câu nói đó nhưng nếu không thân già này sẽ cho cậu nếm mùi đau đớn bị hàng ngàn hàng vạn con côn trùng cắn đến lúc đó cậu muốn sống không được muốn chết cũng chẳng xong bà ta đang thổi sáo trên miệng nhưng vẫn có giọng nói vang lên đó chắc hẳn là tiếng bụng đường tuấn lắc đầu nếu bà ta là một cao thủ cảnh giới chân khí với cây sáo làm bằng xương cộng thêm con rắn đen, e rằng anh thật sự chỉ có thể rút lui, nhưng với thực lực của bà ta thì uy lực của cây sáo bằng xương kia cũng có hạn, còn chưa thể làm tổn thương đến anh được. Chương 139, chỉ là một chút tài vật mà thôi. Từ sau khi Diệp Nam Nhật cho anh biết sự tồn tại về thế giới của những người luyện võ, anh lại càng muốn cùng những người luyện võ đó đánh một trận để kiểm chứng một chút về thực lực của mình. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh đồng ý đánh cược với lão Bạch tiếng sáo vang lên, đôi mắt tam giác của con rắn đen đột nhiên đỏ lên, vẻ sợ hãi trong mắt cũng không còn, thay vào đó là một sự điên cuồng. Ngoài ra, còn có một âm thanh sột soạt dày đặc vang lên trong rừng hoa quế, hàng chục con rết từ các khe nước trên đá hoặc từ mặt đất, cộng thêm năm con rắn độc mà xanh biếc không biết từ đâu bỏ đến. Những con vật đầy độc này đều lao về phía đường Tuấn, nếu là người thường nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ đến nỗi tê dại cả da đầu, chân tay run rẩy. Đường Tuấn cầm trong tay mấy cây châm bạc, ánh mắt kiên định, anh dùng thủ pháp châm cứu thiên nữ tán hoa trong một lúc phóng ra mấy cây châm bạc. Anh có chân khí trong cơ thể nhưng lại không có võ công tương ứng, vì vậy chỉ có thể dùng châm cứu kết hợp với chân khí để chiến đấu với kẻ địch. Keng keng keng. Tốc độ của ngân châm vô cùng nhanh, nhanh như chớp bắn vào những con vật độc đó. Không sót một cây kim nào, mấy con rắn độc xanh biếc đều bị đóng đinh trên mặt đất, không thể nhúc nhích được nhưng những con vật độc khác lại đến nếu đường tuấn lấy lại cây ngân châm thì đã quá muộn rồi thằng nhóc con cậu thực sự nghĩ rằng hôm đó tôi sợ cậu sao chỉ là do hạn chế của môi trường mà thân già này không thể phát huy được sức mạnh của mình mà thôi để xem lần này cậu chết như thế nào bà ta thâm hiểm nói cùng lúc đó tiếng sáo phát ra càng nhanh hơn đám động vật độc đó dường như đã được tăng thêm sức mạnh tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều tự tìm đến cái chết đường tuấn nghiêm nghị nói anh nâng những viên đá dưới chân lên phóng về phía đám rết, những viên đá nhanh chóng xuyên qua cơ thể con rết như một viên đạn, khiến cho cơ thể con rết bị gãy làm đôi. Chất lỏng hôi thối chảy ra khắp nơi, điều khiến người ta cảm thấy kinh hãi chính là con rết tuy đã chết nhưng một nửa thân thể của nó vẫn bỏ về hướng đường Tuấn, di chuyển thêm một đoạn đường nữa nó mới không còn động đậy nữa, hẳn là chết rồi, có thể thấy thuật nuôi cổ của dân tộc mèo thực sự mạnh mẽ. Lúc này, con rắn lớn màu đen và ba con rắn độc màu xanh chỉ còn cách đường Tuấn khoảng một mét, con rắn phóng cả thân người ra, nó há mồm lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn có thể dùng để giết người, muốn lao đến cắn đường Tuấn. Nếu bốn con rắn độc này thực sự cắn vào người của đường Tuấn, cho dù anh có là cao thủ cảnh giới chân khí đi chăng nữa, nhất định cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào. Trong mắt bà ta hiện lên một chút vui mừng, thanh niên này tuy rằng cảnh giới cao, nhưng đến cuối cùng vẫn còn quá non nớt, chỉ cần một chút thủ đoạn cũng có thể dễ dàng hạ gục. Hừ, cảnh giới chân khí chẳng qua cũng chỉ được đến như vậy mà thôi. Bà ta thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là một chút tài vặt mà thôi. Vẻ mặt của đường Tuấn không hề thay đổi, khóe miệng hiện lên một tia diễu cợt. Khi bốn con rắn độc chuẩn bị cắn anh, anh nhanh chóng giơ hai ngón tay ra ngay lập tức nhắm đúng điểm yếu chí mạng của bốn con rắn độc mà bắt lấy. Bốn con rắn độc vẫn đang ở trên không há miệng định cắn đường Tuấn, nhưng đột nhiên toàn thân mềm nhũn ra, nó rơi xuống đất, bụp một cái. Ngay cả con rắn đen to lớn cũng không tránh khỏi cũng nằm dạp trên mặt đất co giật. Ngón tay vừa rồi của đường Tuấn không phải tùy tiện đánh bừa, mà là kỹ thuật điểm huyệt gia truyền của nhà họ đường, kết hợp với chân khí đã phát huy một cách hiệu quả thần kỳ, bốn con rắn độc ngay lập tức bị khuất phục. Thổi đi, sao lại không thổi nữa? Đường Tuấn khoanh tay trước ngược chế diễu nói. mươi 140 tôi muốn xem kẻ nào lại to gan như vậy. Tiếng sáo dừng lại, bà ta kinh ngạc nhìn đường Tuấn và ba con rắn độc chết trên mặt đất, về phần con rắn lớn màu đen, dù sao cũng không phải là con vật bình thường, cho dù bị đường Tuấn ấn vào điểm yếu chí mạng nhưng nó vẫn có thể chạy trốn về dưới chân bà ta. Chỉ là đôi mắt hình tam giác của nó nhìn về phía đường Tuấn với vẻ sợ hãi sâu sắc hơn trước. Cậu đừng quá kiêu ngạo, bà ta đột ngột nói, không phải bà ta nhân từ hạ thủ lưu tình với đường Tuấn hay không muốn điều khiển rắn độc tấn công anh, mà là năng lực của bà ta không đủ. Với tu vi của bà ta chỉ có thể kiểm soát chất độc trong một phạm vi nhất định, ngoài phạm vi này, đám độc vật cũng không nghe theo sự điều khiển của bà ta nữa. Kiêu ngạo sao, vừa rồi không phải bà luôn miệng nói muốn giết tôi à?" Đường Tuấn đáp lại. "Thân già này liều mạng với cậu, tôi không tin với tu vi bao năm của tôi lại không thể giết chết được tên nhóc con nhà cậu." Bà ta bỏ cây sáo làm bằng xương xuống tức giận hét lên nhìn bà ta có vẻ già yếu nhưng thật sự cũng không che giấu được một thân tu vi lâu năm của bà ta, ngón chân chạm nhẹ một cái bà ta đã lao về phía đường Tuấn với tốc độ nhanh như một chiếc lá rụng. Đôi bàn tay gầy guộc nhưng sắc nhọn như móng vuốt đại bàng túm lấy đường Tuấn, dưới ánh mặt trời ngón tay vẫn còn phát ra ánh sáng đen nhạt, rõ ràng đã bị bôi thứ gì đó giống như thuốc độc. Khi mùi hương ngọt ngào độc hại kia bay về phía đại sảnh của công viên xanh, Lý Quang Huy, Lý Ngọc Mai và một nhóm quan chức cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên lần lượt ngã xuống đất, ngay cả cao thủ nội lực như Trần Bá Phước cũng chỉ trụ được trong vòng chưa đầy 10 giây cũng đã ngã xuống đất. Cuối cùng chỉ còn lại Lão Bạch vẫn bình an vô sự đứng đó, nhưng sắc mặt ông ta có chút khó coi. Trung quy ông ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới chân khí, chưa thể kiểm soát được mấu chốt của việc hít thở, nên vẫn có mùi hương độc đang xâm nhập vào các cơ quan nội tạng của cơ thể ông ta từng chút một. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng ông ta cũng không chịu được bao lâu nữa một chút thủ đoạn còn con xem tôi phá hỏng nó như nào lão bạch cố nén khó chịu nói đồng thời tìm theo mùi hương ông ta đi đến rừng hoa quế ở cách đó không xa tôi muốn xem kẻ nào lại to gan như vậy ngay cả uy nghiêm của lão già này mà cũng dám khiêu khích tròm râu trắng của lão bạch khẽ run lên cả người phát ra khí thế bừng bừng bang 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 cách chỗ lão bạch không xa một âm thanh chấn động truyền đến Ha ha, lẽ nào người của mình đã tự đánh nhau trước rồi." Lão Bạch cười khẩy chế nhạo. Sau khi nói xong, ngay lập tức sắc mặt ông ta trở nên mất tự nhiên. Lúc này Đường Tuấn đang quay lưng về phía ông ta, lão Bạch nhất thời không nhận ra anh, nhưng ông ta đã nhìn thấy khuôn mặt của bà lão cùng với tu vi nội lực đáng sợ. Bà độc của bộ tộc người mèo. Lão Bạch thất thanh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng phải bà ta đang dưỡng lão ở bộ tộc người mèo sao? Tại sao lại xuất hiện ở thành phố Vinh này chứ? Trong lòng lão Bạch như nổi lên một cơn sóng lớn, nhìn về phía bà Độc, trong ánh mắt có chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Xét về tuổi tác, bà Độc hơn ông ta vài tuổi, thành danh còn sớm hơn ông ta gần chục năm. Hơn 10 năm trước ông ta từng đến bộ tộc người mèo, lúc đó bộ dạng của bà Độc cũng giống như bà lão này, cho nên vừa nhìn qua ông ta liền nhận ra ngay. Khi đó lão Bạch chỉ là tu vi nội công trung kỳ, mà bà Độc đã luyện đến cảnh giới nội công đại thành. Hồi đó ông đã từng được chứng kiến cảnh bà độc đánh nhau với người khác, mỗi khi nhớ đến cảnh tượng khủng khiếp này ông ta vẫn cảm thấy lông tóc dựng đứng cả lên. Cho dù hiện tại ông ta chỉ còn cách cảnh giới chân khí một bước, nhưng cũng không có gan chiến đấu với độc bà bà. chương 141 kết thúc thôi. Vậy mà lại có người có thể cùng bà độc không phân được cao thấp, rốt cuộc là vị cao thủ tiền bối nào. Lão Bạch miễn cưỡng đè nén chấn động trong lòng, sau đó mới chú ý tới người đang đánh nhau cùng với bà độc nhưng cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đó, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trong khi Lão Bạch đang suy nghĩ xem đó là ai, thì dường như cảm nhận được ánh mắt của ông ta, người đàn ông đó quay đầu nhìn lại. Nhìn khuôn mặt thanh tú của người đàn ông đó Lão Bạch như bị sét đánh, cả người run lên cầm cập miệng lắp bắp sao lại là cậu ta. Làm sao có thể là cậu ta chứ? Không phải cậu ta mới chỉ đến giai đoạn nội công trung kỳ thôi sao? làm sao có thể đánh nhau cùng bà độc được, ngoặc kép. Đường Tuấn ngoảnh mặt lại nhìn Lão Bạch nhếch mép cười một cái, bà độc cũng phát hiện ra Lão Bạch ở phía xa đang quan sát bọn họ, nhưng bà ta cũng không có tâm tư để ý đến. Đường Tuấn thực sự đã gây quá nhiều áp lực cho bà ta. Mặc dù anh không biết sử dụng chân khí, nhưng kỹ thuật phóng ngân châm và điểm huyệt của anh cũng khiến cho bà ta không thể không đề phòng. Kết thúc thôi, đường Tuấn nghĩ thầm, lão Bạch đã đến rồi, nếu còn kéo dài thêm nữa có lẽ sẽ càng thêm phức tạp. chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, khí lạnh tiềm ẩn tụ lại một điểm ở huyệt đan điền đồng thời xoay tròn. boom. đường tuấn và bà độc tấn công cùng một lúc, bà độc nghiêng người một cái, sau đó phun ra một ngụm máu, vẻ mặt vô cùng u ám, có vẻ như bà ta đã bị thương không hề nhẹ. cảnh giới chân khí, lão bạch thấy vậy ngạc nhiên kêu lên, sự biến động vừa rồi khiến tim ông ta đập rất nhanh, nhất định là cảnh giới chân khí nhưng, nhưng làm sao có thể xuất hiện trên người tên nhóc con mà ông ta còn không thèm để vào mắt chứ? Không phải cậu ta mới chỉ đạt đến nội công trung kỳ sao? Lão Bạch siết chặt nắm đấm trong vô thức, thậm chí trong lòng còn có ý muốn trốn tránh. Nhưng mà, ông ta kiên quyết gạt bỏ ý nghĩ này, trước mặt hai cao thủ cảnh giới chân khí là bà Độc và Đường Tuấn, nếu ông ta chạy trốn có lẽ đường sống sót cũng không còn. Một trường đánh chúng bà Độc, ngân châm trong tay Đường Tuấn lập tức bắn ra, Đâm chính xác vào huyệt đan điền của bà ta, chỉ một châm đã ngăn lại nội lực khiến cho bà ta không thể cử động được. Giỏi lắm thằng nhóc con, lần này xem như thân già này thua rồi." Khóe miệng bà độc chảy máu. Đường Tuấn khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía lão Bạch đang đứng, lên tiếng, "Lão Bạch đã đến đây rồi, sao không ra đây mà gặp nhau luôn? Chẳng lẽ muốn tôi mời ông ra sao?" Sau khi cùng bà độc đánh một trận, Đường Tuấn đã hiểu sâu hơn về thực lực của chính mình. Trong mắt người bình thường thực lực của những cao thủ nội công rất mạnh, nhưng trong mắt những người đã đạt đến cảnh giới chân khí thì họ cũng chỉ là khó đối phó hơn người bình thường một chút thôi, cho dù có là cao thủ nội công đại thành cũng như vậy mà thôi. Sắc mặt lão Bạch lúc trắng lúc xanh, do so dự một chút, cuối cùng vẫn cất bước đi về phía đường tuấn cùng với bà Độc. Sao cậu có thể là một cao thủ cảnh giới chân khí chứ? Lão Bạch nhìn chằm chằm. Chương 142 Xin Tông sư tha tội. Trên khuôn mặt lão Bạch hiện lên vẻ xấu hổ, nếu có thể thì ông ta hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, nếu không thì tại sao hiện thực lại trở nên hài kịch hóa như thế? Nửa tiếng trước ông ta còn cho rằng chỉ là một tên nhóc con mà mình lật bàn tay một cái là có thể đánh bại, thế mà bây giờ lại trở thành một cao thủ của cảnh giới chân khí, một tồn tại khiến ông ta phải ngước mắt nhìn lên. Ngay cả bà độc còn không phải là đối thủ của Đường Tuấn thì ông ta là cái thá gì? Trong lòng dâng lên từng đợt hối hận, Hối hận mình không nên khinh thường Đường Tuấn, hối hận mình không nên đi khiêu khích Đường Tuấn. Ông sỉ nhục tôi, khinh thường tôi trước mặt rất nhiều người, có từng nghĩ đến có ngày hôm nay chưa? Đường Tuấn chống hai tay lên eo nhìn lão Bạch, giọng điệu hờ hững lại mang theo sát ý bén nhọn. Không thể khinh nhục tông sư, bỗng nhiên trong đầu lão Bạch hiện lên những lời này, từ lúc ông ta bắt đầu luyện võ, bậc cha chú trong nhà và các tiền bối đã thường hay dùng những lời này để cảnh cáo ông ta trước khi đạt được cảnh giới chân khí thì tuyệt đối không nên gây ra bất cứ sứt mẻ tình cảm nào với một vị cao thủ cảnh giới chân khí, càng không nên ăn nói lỗ mãng với họ. Lời cảnh cáo này không liên quan đến tuổi tác mà nó chỉ có liên quan đến thực lực. Nghĩ đến lúc trước chính mình đã tìm đủ mọi cách để khinh thường, xỉ nhục đường tuấn, trái tim lão bạch như đã cháy thành cho. Rốt cuộc mình đã ngu xuẩn đến nhường nào mới dám xúc phạm một vị tông sư nếu để cho người ta biết đến những điều đó thì cho dù đường tuấn muốn giết ông ta cũng sẽ không ai dám nói tiếng nào phịch lão bạch quỳ xuống không chút do dự đường tông sư tôi sai rồi lão bạch dập đầu xuống như là một đứa trẻ phạm phải sai lầm đường tuấn cười khẩy nói sai ông có sai cái gì đâu tôi chẳng qua chỉ là một kẻ hèn mọn mà ông có thể giết chết bằng một tay chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà ông dùng để khoe khoang thực lực của chính mình mà thôi ông không cần quỳ xuống trước một kẻ hèn mọn trước một quân cờ nhận sai vậy đâu không phải ông còn muốn đánh cược với tôi để tôi quỳ xuống nhận sai với ông sao ông có làm sai cái gì đâu tuy rằng bà độc đã bị chặn lại huyệt đạo nhưng ngoại trừ không thể hoạt động ra thì không có vấn đề gì khác nghe thấy đoạn đối thoại của hai người cũng đã đủ để bà ta hiểu được sơ lược mọi chuyện bà ta cười khẩy ra tiếng nói chỉ là một tên có nội công đại thành thôi mà lại dám đi khiêu khích một tông sư cảnh giới chân khí sao Thật đúng là không biết sống chết. Nếu tôi không nhìn lầm thì chắc hẳn ông ta người họ Bạch ở Tây Ninh đúng không? Khiêu khích với tông sư, chẳng lẽ không sợ mang đến tai họa diệt môn cho nhà họ Bạch mấy người sao? Bạch Chi Quang đã dạy ông vậy sao? Lão Bạch nghe đến đó, thân thể đã bắt đầu run lẩy bẩy, liên tục dập đầu xuống đất nói, "Xin tông sư tha tội." "Xin tông sư tha tội." Lực lượng phía sau của bà độc là bộ tộc người mèo, có mấy vị cao thủ cảnh giới chân khí. Hơn nữa thân phận của bà Độc Tương đối đặc thù nên mới dám ở dưới tình huống biết được Đường Tuấn là cao thủ cảnh giới chân khí mà vẫn dám cùng anh đánh một trận. Nhưng nhà họ Bạch ở Tây Ninh này thì không giống vậy, chỉ cần Đường Tuấn muốn thì anh có thể lấy thực lực một người mà quét sạch cả nhà họ Bạch bọn họ. Lão Bạch liên tục dập đầu, dù máu đã chảy ướt cả một mảng đầu nhưng vẫn không dám dừng lại. Khoảng 5 phút sau, Đường Tuấn mới mở miệng nói, "Đủ rồi." Lão Bạch dừng dập đầu, Ánh mắt mong ngóng mà nhìn Đường Tuấn. Chương 143, Bạch Thanh Hỏa. Người không biết không có tội, tôi có thể tha cho ông lần này, nhưng nếu có lần sau thì. Hừ, Đường Tuấn nói đến nửa câu sau, sắc mặt lạnh lẽo, một tia chân khí đã bắt đầu chuyển động, ép lão Bạch đến mức khiến ông ta không thể thở nổi. Không dám, nếu có lần sau tôi sẽ tự sát trước mặt Đường tông sư. Lúc này là lúc nào, làm sao lão Bạch dám không thỏa hiệp chứ? Ừ đường tuấn khẽ giọng nói việc hôm nay tông sư yên tâm tôi chắc chắn không để lộ ra ngoài dù chỉ nửa câu tôi lấy danh nghĩa của nhà họ bạch ở tây ninh để thề lão bạch vội vàng thề thốt dường như sợ đường tuấn không tin ông ta lấy một khối mục bài từ trong ngực ra tiếp tục nói tông sư đây là lệnh bài riêng của nhà họ bạch chúng tôi đường tuấn lấy sang xem qua nhìn thấy trên lệnh bài có viết một chữ bạch thật to bên góc phải của chữ bạch có khắc hai chữ thanh hỏa nho nhỏ bạch thanh hỏa đường tuấn nhíu mày nói chính là tôi lão bạch gật đầu nói gia chủ nhà họ bạch bạch chi quang là anh trai tôi được rồi đường tuấn ném lại lệnh bài cho thanh hỏa xua tay nói ông có thể đi rồi lão bạch đứng dậy lén lút nhìn thoáng qua bà độc trong lòng chứa rất nhiều câu hỏi nhưng cũng không dám mở miệng xem như hôm nay ông ta đã giữ được cái mạng của mình lần sau không bao giờ dám khiêu khích đường Tuấn nữa. Trong lúc sợ hãi, ông ta còn nghĩ đến Lý Quang Huy mà oán giật, không nghĩ tới chỉ là một cái họ lý nho nhỏ thôi mà cũng có thể dẫn tới cuộc tranh đấu giữa bà độc và cao thủ cảnh giới chân khí, nếu mà biết sớm một chút thì ông ta sẽ không bao giờ dính lên cuộc rối này. Sau khi bóng dáng của Bạch Thanh Hỏa đã biến mất hoàn toàn, đường Tuấn mới ngồi xuống trên ghế. Ông cụ Lý Quang Minh vẫn còn đang hôn mê nhưng người gây ra chuyện là bà Độc đã bị Đường Tuấn khống chế hương độc cũng vì thế mà tiêu tan đi. Ông cụ Lý và những người họ Lý khác đã không còn trở ngại gì nữa, đại khái qua khoảng một giờ nữa đã có thể tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, anh cũng có thể thuận tiện mà tra hỏi bà lão bộ tộc người mèo này, xem thử có lòi ra được thứ gì có ích không. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện được rồi chứ? Đường Tuấn tự nhiên hỏi thăm, ngón tay gõ gõ mặt bàn. Sắc mặt bà độc cực kỳ khó coi, bà ta cười gần nói, có gì hay để nói chứ? Đường Tuấn mỉm cười, nói, ví dụ như là ai đã sai khiến bà ra tay với Lý Quang Huy. Với thực lực của bà thì cho dù có đặt ở trong bộ tộc người mèo cũng là một nhân vật có máu mặt, vậy thì tại sao bà phải mạo hiểm rời đi để đến đây? Nếu như bà trả lời tốt thì không chừng tôi sẽ buông tha cho bà. Bà độc lạnh nhạt mà hừ một tiếng, nói, muốn giết thì cứ giết, nói nhiều điều nhảm nhí như vậy làm cái gì? Một người phụ nữ của bộ tộc người mèo chưa bao giờ sợ chết. Ha ha đường tuấn liếc nhìn bà độc chậm rãi nói bà cam lòng đi chịu chết bây giờ sao nếu tôi không đoán sai thì bà mạo hiểm rời khỏi bộ tộc người mèo là bởi vì có chuyện quan trọng hơn cả tánh mạng của bà phải không nếu không phải như vậy thì thân là phụ nữ bộ tộc người mèo làm sao để người thao túng nghe lời răm rắp như vậy bà độc nghe nói đến đó sắc mặt đã thay đổi trong đầu lập tức nghĩ đến đứa cháu gái đáng thương của mình nếu như mình chết thì chỉ sợ con bé cũng không thể sống được bao lâu nữa Chương 144, vậy thì tại sao bà lại tìm tôi? Đường Tuấn nhìn biểu cảm của bà độc, biết là mình đã đoán đúng rồi. Anh cũng không lo lắng gì, cứ như vậy mà chờ đợi. Tôi có thể đem mọi chuyện nói cho cậu, nhưng trước đó cậu phải trả lời tôi một câu hỏi. Bà độc bỗng nhiên nhìn chằm chằm Đường Tuấn nói. Nói đi, Đường Tuấn nói. Cậu có phải là người của Y Thánh họ Đường không? Giọng nói của bà độc mang theo chút sợ hãi và căng thẳng hỏi động tác gõ bàn của anh dừng lại một chút nhưng sau đó đã nhanh chóng quay lại bình thường nhưng hành động nhỏ này đã bị bà độc nhìn thấu cũng tin tưởng phán đoán của mình hơn vài phần bà muốn biết chuyện này để làm gì đường tuấn hỏi bà độc cười âm u nói không thể tin được là người họ đường lại không dám nhận gốc gác của mình thật là quá buồn cười nếu tên đường hảo ở dưới suối vàng mà biết chuyện này thì không biết có bị tức đến chết lại một lần nữa không nhỉ bà muốn chết à nghe được có người sỉ nhục ông nội của Minh, giọng nói của Đường Tuấn đã mang theo mây phần âm u lạnh lẽo. Ha ha, quả nhiên tôi đoán không sai, cậu chính là cháu nội của Đường Hạo đúng không? Bà độc ngừng cười, hỏi. Đường Tuấn nhìn bà ta thật kỹ càng, nói, đúng thì sao nào? Lúc này anh đã muốn giết chết bà độc rồi, nhưng trước khi anh có được thực lực đối đầu với Đường Quang Hòa, anh tuyệt đối không thể để bại lộ thân phận của mình. Bà độc lại không hề để bụng mà còn dùng ánh mắt tán thưởng để nhìn đường Tuấn, nói đường hạo sinh được cháu trai rất tốt. Chỉ tiếc là ông ta không nhìn thấy. Ông ấy sẽ nhìn được thôi. Đường Tuấn không có phủ nhận, nói, nói đi. Rốt cuộc thì bà muốn làm gì? Bỗng nhiên vẻ mặt bà độc trở nên bi thương, nói tôi muốn cậu ra tay cứu cháu gái tôi. Muốn tôi cứu cháu gái bà sao? Đường Tuấn hỏi ngược lại. Bà độc gật đầu, nói, đúng vậy. Cháu gái tôi từ nhỏ đã mắc phải bệnh lạ, tôi rời khỏi bộ tộc người mèo là vì muốn tìm thuốc để kéo dài sinh mệnh cho con bé, sẵn tiện tìm xem có vị bác sĩ nào có thể chữa trị được căn bệnh lạ của con bé không. Đường Tuấn hiểu được đôi chút, nói: "Vậy thì tại sao bà lại tìm tôi?" Từ trước đến nay, người dân tộc mèo rất coi trọng con gái, thậm chí là thiên vị họ. Chỉ có thể bởi vì thương cháu sốt ruột nên mới có thể khiến cho bà lão này làm ra hành vi liều mạng như vậy. Bà Độc nghiêm túc nhìn Đường Tuấn, nói, bởi vì cậu là cháu trai của Đường Hạo. Năm đó tôi từng đến nhà họ Đường để tìm Đường Hạo nhưng ông ta không cách nào trị hết bệnh cho cháu gái tôi, ông ta có cho tôi một toa thuốc để kéo dài tính mạng của cháu gái tôi. Khi đó ông ta khẳng định rằng cháu gái tôi sẽ không thể sống qua 25 tuổi. Đến bây giờ thì chỉ còn nửa năm nữa thôi là tiểu nam sẽ đủ 25 tuổi. Tôi, tôi, nói tới đây, giọng nói bà Độc đã bắt đầu nghẹn ngào, bà dáng cắn chặt môi để mình không phát ra âm thanh. Ha ha, ngay cả ông nội của tôi cũng không có cách để trị bệnh thì bà lấy lý do gì mà cho rằng tôi có thể trị được chứ? Đường Tuấn hỏi. Chương 145. Bà độc cố kìm nén đau thương trong lòng, nói, bởi vì cậu không chỉ là cháu trai của Đường Hạo mà còn là một cao thủ cảnh giới chân khí. Tuy nhà họ Đường có tiếng là thế gia y học cổ truyền thừa mấy trăm năm nhưng mà chưa bao giờ có được một cao thủ cảnh giới chân khí, thế nhưng cậu lại có thể, nên tôi nghĩ lấy thuật chữa bệnh của nhà họ đường và bản lĩnh của cao thủ cảnh giới chân khí thì nói không chừng có thể cứu cháu gái tôi một mạng. Đường Tuấn im lặng, xoa xoa cằm, hơi đam chiêu mà nhìn bà lão. Thấy đường Tuấn do dự, bà độc cắn răng nói, vậy đi, chỉ cần cậu có thể chữa khỏi bệnh cho cháu gái tôi. Từ nay về sau mệnh của bà độc tôi chính là của cậu. Nếu nhiều đó vẫn chưa đủ để cho cậu ra tay vậy thì cộng thêm cả bộ tộc người mèo của tôi đi. Đường Tuấn có hơi dao động, tuy rằng anh chưa bao giờ đi qua bộ tộc người mèo nhưng từ trong lời ông nội Đường Hạo và nhiều quyển sách cổ thì đã hiểu biết rất nhiều chuyện về bộ tộc người mèo này. Ví bộ tộc người mèo không phải là một đoàn thể mà được chia ra vài phe phái. Mỗi phe phái am hiểu các lực lượng khác nhau, nhưng cho dù là phe nào thì lực lượng cũng khiến người ta không thể khinh thường. Vì muốn để anh xem bệnh cho cháu gái của bà ta mà bà độc dùng cả dòng tộc của bà để làm tiền đặt cược, xem ra thân phận của cô gái này cũng không đơn giản gì. Nếu không bà độc sẽ không bất chấp như thế. Bà độc mặt đầy vẻ hy vọng nhìn Đường Tuấn, trong lòng gần như đã tuyệt vọng. Có thể nói Đường Tuấn chính là con đường sống cuối cùng của cháu gái bà, nếu ngay cả cao thủ cảnh giới chân khí của Y Thánh nhà họ Đường mà cũng không có cách nào thì bà thật sự không nghĩ ra được cách nào nữa. Tôi đồng ý với bà, tôi sẽ thử xem sao. Sau một hồi thật lâu, cuối cùng Đường Tuấn cũng chậm rãi mở miệng nói. Anh đồng ý là bởi hai lý do. Một là bị cảm động vì tình thương của bà độc dành cho cháu gái, hai là vì anh muốn thử sức, nếu có thể được sự ủng hộ của dòng tộc người mèo của bà độc thì sẽ mang đến cho anh rất nhiều sự trợ giúp. Phải biết rằng một dòng tộc của bộ tộc người mèo trong lời bà độc cũng không phải là bình thường mà là giống với một loại thế gia võ đạo nhà họ Bạch ở Tây Ninh của Bạch Thanh Hỏa. Theo một khía cạnh khác thì loại gia tộc này còn lợi hại hơn cả nhà họ Đường. Còn về phần bản lĩnh của anh có thể khiến cho bọn họ thuần phục hay không thì đó là chuyện về sau mới cần nghĩ đến đa tà tông sư, bà độc nghe được những lời này của đường Tuấn, vừa rơi nước mắt vừa trịnh trọng hành lễ. Đột nhiên, khuôn mặt bà thay đổi, khuôn mặt xám trắng hiện ra màu máu. Đường Tuấn đứng dậy chạy tới, lấy ra ngân châm đâm lên người bà độc. Ngân châm này bị đâm bằng phương pháp độc môn của nhà họ đường, nếu như không có phương pháp chính xác để lấy ra thì sẽ gây tổn thương đến kinh mạch, đây cũng là lý do vì sao lúc nãy bà độc không dám làm bừa. Sau khi lấy ngân châm ra, Khuôn mặt bà Độc đã khôi phục lại màu sắc tái nhợt lúc ban đầu. Vậy thì khi nào tông sư có thể chữa bệnh cho cháu gái của tôi? Lúc này trong lòng bà Độc quan tâm nhất là bảo vệ được sinh mệnh của cháu gái mình, nên nhanh chóng hỏi. Đường Tuấn suy nghĩ một lát, nói: "Bà về trước đi. Tôi còn bận rất nhiều việc, sau khi xong xuôi cả tôi sẽ đến tìm bà, bà để lại địa chỉ liên hệ cho tôi đi." Chương 146: Tôi, sao tôi lại ngủ thiếp đi vậy? đường tuấn nhìn bóng dáng rời đi của bà độc liền lâm vào trong suy tư lúc nãy anh không hỏi bà độc ai đã sai khiến bà đến ám sát lý quang huy với sự kiêu ngạo ngấm vào xương cốt của người phụ nữ bộ tộc người mèo như bà độc thì bà ta sẽ không bao giờ làm ra những chuyện này hơn nữa đường tuấn cũng không có hứng thú muốn biết nếu lần này không phải anh bị liên lụy thì cho dù nhà họ lý có gặp bất chắc gì cũng không liên quan gì đến anh đi đến bên cạnh bàn đường tuấn thở dài trong lúc không để ý mình đã bị cuốn vào trong thị phi của mấy gia tộc lớn. Sau khi Đường Tuấn truyền cho ông lão Lý Quang Minh một dòng chân khí, ông mới từ từ tỉnh lại. "Tôi, sao tôi lại ngủ thiếp đi vậy?" Ông lão xoay xoay cái đầu hơi cứng của mình, không rõ vì sao mình đang nói chuyện thì đã ngủ thiếp đi. "Ai, già rồi nên cơ thể cũng bị xuống dốc, chỉ nói chuyện có một lát mà cũng có thể ngủ đi được. Không thể tiếp đón cậu Chu Đáo, Đường Tuấn đừng trách người già nhé." Lý Quang Minh tự diễu nói Đường Tuấn lắc lắc đầu, nói, ông đừng nói như vậy, thân thể của ông vẫn còn rất tốt. Ánh mắt Đường Tuấn thuộc loại sắc bén, chỉ cần nhìn qua một cái đã có thể hiểu rõ sơ lược tình hình cơ thể của ông lão. Tuy rằng chức năng cơ thể không được như lúc trẻ nhưng so với những người già cùng tuổi thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ha ha, hy vọng được như lời cậu nói. Ông ta cười nói, người già như tôi thì chỉ hy vọng có thể có một ngày được nhìn thấy cả bốn thế hệ cùng nhau tụ họp lại đông đủ cậu cũng phải dáng cố gắng sớm ngày tóm được cháu gái ngoan của tôi đấy nhé đừng để cho người già như tôi phải chờ quá lâu đường tuấn không khỏi ngượng ngùng ha 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 lý quang minh thấy thế vui vẻ cười to trong lúc hai người đang nói chuyện phiếm bỗng nhiên có mấy vệ sĩ tướng tá cao to từ xa xa chạy đến vẻ mặt căng thẳng vội vàng sau khi nhìn thấy lý quang minh bình an vô sự họ mới bình tĩnh lại được Người dẫn đầu đám người đó không nói một lời đã đi qua nắm lấy cánh tay của Lý Quang Minh, nói, xin ông đi theo chúng tôi, nơi này không an toàn. Lý Quang Huy đang nói chuyện vui vẻ với Đường Tuấn, bỗng nhiên bị làm phiền nên sắc mặt rất khó chịu, nói các cậu làm gì đấy. Lý Quang Huy dạy các cậu làm việc như vậy sao? Mấy tên vệ sĩ liếc nhau, vị trước mặt chính là cha của ông chủ, không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội. Họ nhẫn nại giải thích nói, thưa ông, Ông chủ đã bảo chúng tôi đưa ông đi. Vừa nãy đã có người lẻn vào trong công viên xanh, đại tiểu thư và cậu chủ đang nghị sự ở trong đại sảnh, ra lệnh cho chúng tôi dẫn ông qua đó để không xảy ra việc ngoài ý muốn. Lý Quang Minh nói, có thể có việc gì ngoài ý muốn chứ? Không phải Lý Quang Huy nói công viên xanh này là của nó sao, ở trên địa bàn của mình mà cả cha mình cũng không bảo vệ được, còn đòi làm ông chủ cái gì chứ? Tôi ở đây nói chuyện phiếm cùng với Đường Tuấn rất vui vẻ. Mấy người đến gây rối cái gì? Lúc nãy Đường Tuấn bị một nhóm người của tập đoàn Thịnh Thiên soi mói chế giễu đã khiến ông cụ kích một bụng tức giận, bây giờ lại bị mấy tên vệ sĩ này không nói một tiếng đã muốn dẫn mình đi, một bụng tức giận chưa nuốt trôi lại bùng lên. Mấy anh vệ sĩ không dám hó hé một tiếng, chỉ có thể đưa mắt nhìn Đường Tuấn, nói: "Mời anh Đường và ông cụ đi theo chúng tôi. Nếu không lỡ có việc gì xảy ra chúng tôi không gánh nổi trách nhiệm." Chương 147 Không ai ngăn cản anh đâu đường tuấn lắc đầu nói không có chuyện gì nếu có việc gì ngoài ý muốn xảy ra tôi sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm các anh có thể đi rồi mấy anh vệ sĩ nghe vậy hơi ngẩn ngơ một chút sau đó tức giận trợn mắt nhìn đường tuấn nói anh gánh sao anh gánh nổi không mấy người trẻ tuổi bây giờ thích ba hoa khoác lác như vậy sao nhanh chóng tránh ra chúng tôi muốn dẫn ông cụ đi anh muốn chết thì cứ ở đây đi không ai ngăn cản anh đâu nói xong rồi cũng không thèm để ý đến đường tuấn nữa mà đưa cánh tay to gấp ba lần so với người bình thường ra nắm lấy cánh tay của lý quang minh muốn cưỡng chế mang ông đi anh vệ sĩ cũng không để lời đường tuấn nói trong lòng anh thích khoác lác là chuyện của anh đừng dụ dỗ chúng tôi nếu lý quang minh thực sự xảy ra chuyện gì thì chúng tôi không những mất đi công việc mà còn phải hứng chịu cơn tức giận của lý quang huy nữa ha ha đường tuấn thấy không ai nghe thấy lời mình nói trong con người chấp hiện ra một tia rét lạnh cũng nhấc cánh tay lên, từ sau đưa ra trước, nắm chặt cổ tay của vệ sĩ trưởng. Anh muốn làm cái gì? Cút xa xa một chút, nếu không biết điều thì đừng trách tôi không khách khí. Vệ sĩ trưởng thấy cổ tay mình bị giữ chặt, khuôn mặt giận dữ, khó chịu nói. Cái tên khoác lác này tay nhỏ chân nhỏ, đùi còn không to bằng cánh tay của anh mà còn dám xen vào việc người khác, làm sao mà không khiến anh ta tức giận chứ? Mấy vệ sĩ khác lập tức nắm lấy dây thừng trên lưng quần chỉ cần đội trưởng ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ ra tay với đường tuấn tôi nói ông cụ đã có tôi bảo vệ là được rồi đường tuấn lạnh lùng nói anh là cái thá gì chứ a à, vệ sĩ trưởng muốn chế nhạo mấy câu nhưng bỗng nhiên một nguồn sức lực kinh khủng truyền đến từ trên cổ tay của anh mà nguyên nhân của nguồn sức lực này chính là xuất phát từ người trẻ tuổi ở trước mắt vệ sĩ trưởng tự nhận mình là người có kiến thức sâu rộng nhưng mà anh ta chưa bao giờ gặp được sức lực mạnh khủng khiếp như vậy anh ta thật sự nghĩ không ra, tại sao một người ốm yếu như vậy mà có thể có được sức lực mạnh đến như thế. Đội, đội trưởng, anh làm sao vậy? Tên nhóc, mày đã làm gì đội trưởng của chúng tao rồi? Mấy vệ sĩ không rõ lý do tại sao mà đội trưởng lại đau đớn như vậy, dồn dập hỏi. Sao, bây giờ tôi gánh được trách nhiệm này chưa? Đường Tuấn cười lạnh nói. Trong lúc nói chuyện, anh còn tăng thêm mấy phần sức lực, chán vệ sĩ trưởng đã ứa ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt đau đớn. Buông, buông tay tôi ra, còn nắm nửa tay của tôi sẽ gãy mất. Vệ sĩ trưởng không chịu nổi, rên la ra tiếng, eo khom xuống như một con tôm luộc, còn đâu dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy nữa. Hừ, Đường Tuấn buông tay ra. Anh không muốn so đo với mấy tên vệ sĩ này, như vậy không khác gì tự hạ thấp mình, cho nên anh chỉ cảnh cáo một chút mà thôi. Nếu anh thật sự muốn ra tay thì mấy tên vệ sĩ này đã sớm chết đi rồi. Vệ sĩ trưởng xoa xoa cổ tay đau đớn. Lúc nãy anh thật sự cho rằng Đường Tuấn muốn bẻ gãy tay của mình. Bây giờ nghĩ lại, vệ sĩ trưởng không dám xem thường Đường Tuấn nữa mà là sợ hãi nhìn anh. "Đừng ra tay." Khuôn mặt vệ sĩ trưởng sợ hãi, ngăn cản mấy tên vệ sĩ còn lại muốn ra tay ngăn cản Đường Tuấn. "Đại ca, đây là nhiệm vụ mà ông chủ đã giao, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu chúng ta không dẫn ông cụ về thì chúng ta biết ăn nói làm sao với ông chủ đây?" Biết mình không phải là đối thủ của Đường Tuấn, vệ sĩ trưởng chỉ có thể dùng lý lẽ mà thuyết phục Đường Tuấn, đồng thời trên mặt còn lộ ra vẻ mặt đáng thương. chương 148 ông còn muốn đánh nhau với tôi không? Ông cụ, ông muốn thế nào? Đường Tuấn lười nhìn đến bộ dáng giả vờ giả vịt của vệ sĩ, hỏi Lý Quang Minh. Lý Quang Minh suy nghĩ một chút, ông không muốn Đường Tuấn vì mình mà ba lần bảy lượt chống đối với Lý Quang Huy, ông còn muốn tác hợp Đường Tuấn với Lý Ngọc Mai nữa. Vậy nên ông nói, nếu vậy thì đi, trở về thôi đại ca anh nhìn xem bây giờ vệ sĩ đâu dám oai phong như lúc đầu chỉ dám nói năng nhỏ nhẹ chờ đường tuấn trả lời được thôi vậy thì về đi đường tuấn gật đầu mấy vệ sĩ thở ra một hơi đi trước dẫn đường nhanh chóng đưa đường tuấn và lý quang huy đến đại sảnh cha cha không sao chứ lý quang huy đang nói chuyện với cấp dưới ở trong đại sảnh nhìn thấy lý quang minh đã về vội vàng hỏi han ông cũng mới tỉnh lại cách đây không lâu nhìn thời gian là đã biết có chuyện xảy ra ông vội vàng sắp xếp ổn định lại tình hình ra lệnh cho người dẫn người cha già của mình trở về tao có thể có chuyện gì chứ có đường tuấn ở bên thì có thể xảy ra chuyện gì được lý quang minh ra vẻ đương nhiên mà nói lý quang huy nhìn chăm chú đường tuấn nói cảm ơn đường tuấn nhẹ nhàng gật đầu coi như lời đáp lại nhóc con đúng là không biết xấu hổ người ta lịch sự khách khí với cậu một chút mà cậu đã cho rằng là công lao của mình rồi đúng lúc này một giọng nói vang lên từ bên trong đại sảnh đường tuấn ngẩng đầu nhìn đúng là mấy người cấp cao của tập đoàn thịnh thiên người ra tiếng đi đầu là người đã từng chửi bới y học cổ truyền đúng vậy đúng vậy lần này ít nhiều gì cũng là nhờ lão bạch nếu không thì e là chúng ta đã rơi vào tay kẻ xấu rồi tên nhóc họ đường cậu còn không biết xấu hổ mà nhận lời cảm ơn của lý tổng sao Ha ha, tôi nhớ lúc trước tên nhóc này có đánh cược với lão Bạch, dù sao thì bây giờ cũng không có việc gì, hay là lão Bạch ra tay dạy dỗ tên nhóc này một chút để cho cậu ta biết trời cao đất rộng là gì đi." Có người nhìn thấy Bạch Thanh Hỏa ngồi ở bên cạnh, cười khuyên nhủ. Từ lúc Đường Tuấn vừa mới bước vào thì Bạch Thanh Hỏa đã nhìn thấy anh, nhưng ở trước mặt mọi người ông ta không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Lúc ông vừa mới trở về thì cũng là lúc mọi người tỉnh lại, Bọn họ cứ như vậy mà cho rằng ông là người đã đánh bại kẻ đã lẻn vào trong công viên xanh, ông ta muốn giải thích nhưng lại nhớ đến lời cảnh cáo của Đường Tuấn, không cho ông tiết lộ thân phận thật sự của anh, vì thế nên ông chỉ có thể im lặng không giải thích gì. Cuối cùng lại âm thầm trở thành cao nhân trong mắt mọi người. Nếu như không biết được thân phận của Đường Tuấn thì lúc này ông sẽ rất vui vẻ mà nhận lời mời của mọi người, nhẹ nhàng sảng khoái mà đánh với Đường Tuấn một trận. Nhưng bây giờ đã biết được người ta là cao thủ cảnh giới chân khí làm sao ông dám nghĩ đến chuyện này nữa chứ, nghe được lời mời của mọi người mà ông chỉ hận không thể quăng một cái tát, tát chết mấy người này, có muốn chết thì cũng đừng lôi ông theo. Người ta chính là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, mấy người cho rằng người ta là vệ sĩ gác cửa muốn đánh thì đánh sao. Ừ, đường Tuấn chống nạnh hai tay, thần thái nhẹ nhàng mà đi tới. Nhìn Bạch Thanh Hỏa, nói, lão Bạch, ông còn muốn đánh nhau với tôi không? Xía, nhóc con cho rằng mình là ai chứ, chỉ cần bạch lão lật tay một cái đã đủ đánh bại cậu rồi, chẳng lẽ còn sợ một tên nhóc con như cậu sao? Mấy tên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên ồn ồn ào ào nói. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Bạch Thanh Hỏa đứng dậy từ trên ghế, đi thẳng đến trước mặt mấy tên cấp cao, nâng tay lên. Bốp bốp bốp, năm sáu tên cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên đồng thời xuất hiện dấu tay đỏ chóe trên mặt, người đầu tiên khiêu khích Đường Tuấn bị đánh đến rụng cả răng xuống mặt đất, vẻ mặt thảm hại. Lão Bạch, ông, Ông làm gì vậy? Mấy người này bị đánh cho lờ mờ, không phải lão Bạch nên đi đánh tên nhóc không biết sống chết kia sao? Sao lại đánh bọn họ làm gì chứ? Bạch Thanh Hỏa lạnh lùng nói, "Đường, anh Đường là người mà mấy người có thể tùy tiện sỉ nhục sao?" Chương 149, ông ta không dám. Lúc này, nội tâm của Bạch Thanh Hỏa rất phức tạp, vì để không lộ ra thân phận của Đường Tuấn, ông chỉ có thể lớn mật mà gọi một tiếng anh Đường. Xưng anh em với một cao thủ tông sư cho dù bạch thanh hỏa đã trải qua rất nhiều chuyện thì bây giờ quả tim cũng đang bị căng phồng lên sợ đường tuấn tức giận rồi cho ông một trường đi chầu ông bà mất ông lén lút nhìn qua đường tuấn thấy sắc mặt của anh vẫn rất bình thường không có ý muốn chê trách gì ông bạch thanh hỏa mới thở phào nhẹ nhõm lão bạch anh anh làm cái gì vậy lý quang huy không dám tin mà hỏi han ông mà lý ngọc mai đang đứng ở bên cạnh lý quang huy thì khẽ nhếch nhếch cái miệng nhỏ nhắn khiếp sợ nhìn trông rất đáng yêu nhưng Lý Quang Minh ở kế bên thì nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Đường Tuấn, khẽ giọng nói, Đường Tuấn, có phải lão Bạch này bị ngốc rồi không? Tôi nhớ lúc trước ông ta còn đối xử với cậu một cách tàn nhẫn, như là có thủ oán sâu sắc vậy đó, sao bây giờ lại đối với cậu thân thiết như vậy, hay là tên giả này đang âm mưu cái gì đó? Bạch Thanh Hỏa là cao thủ cảnh giới đại thành, chỉ cách tông sư có một bước thì làm sao không nghe rõ lời nói của Lý Quang Minh chứ? Lúc này chỉ có thể cười khổ, người ta là cao thủ tông sư, ông có đứng trước mặt người ta thì cũng chưa chắc người ta có thể bố thí cho một ánh mắt, làm sao dám đùa giỡn âm mưu gì chứ. Đường Tuấn lắc lắc đầu với Lý Quang Minh, nói ông ta không dám. Mấy lời này nói ra mang theo hương vị khí phách mạnh mẽ, nếu là một phút trước thì chỉ sợ mấy người ở đây sẽ châm biếm anh không ra gì. Nhưng mà bây giờ nhóm người này đã không còn lấy ánh mắt lúc trước để nhìn đường tuần nữa, mấy người bọn họ đều là thương nhân chìm nổi trong vũng đục nhiều năm, có ai mà chưa thành tinh đâu. Làm sao bây giờ dám nói lung tung nữa? Lý tổng, trước kia tôi cùng anh Đường có chút chuyện không vui với nhau, bây giờ đã giải quyết cả rồi. Từ nay về sau, anh Đường chính là bạn của tôi, bắt nạt anh Đường cũng chính là bắt nạt tôi. Nửa câu sau là muốn nói với mấy người cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên. Tuy rằng không biết tại sao Đường Tuấn không tuyên bố thân phận tông sư của mình nhưng mà nếu bây giờ chỉ có một mình ông biết thì ông ta đã đi trước người khác rồi nói không chừng còn có thể kéo vị tông sư trẻ tuổi này về bên phe nhà họ Bạch, đến lúc đó thì địa vị của nhà họ Bạch sẽ khác biệt hoàn toàn. Đám người cấp cao của tập đoàn Thịnh Thiên run rẩy, trong đó cái tên ra mặt châm biếm đường tuấn đã nhún cả hai chân ra, không biết phải làm sao. Đặc biệt là lúc nãy trong lúc lão Bạch nói chuyện ông ta còn liếc mắt nhìn ông một cái, làm ông sợ tới xém chút nữa đã quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lý Quang Huy nửa tin nửa ngờ mà nhìn hai người, ở trong ấn tượng của ông, Bạch Thanh Hỏa chính là hạng người cực kỳ kiêu ngạo, không phải là cái dạng nói ra rồi sửa miệng, nghe được mấy lời này từ trong miệng Bạch Thanh Hỏa nói ra, quả thật cứ như chuyện nhìn lẻ một đêm. Đường Tuấn vừa lòng mà liếc nhìn Bạch Thanh Hỏa một cái, Bạch Thanh Hỏa thấy cái liếc này trái tim mới hoàn toàn yên tâm. Thấy không khí trong đại sảnh không được tự nhiên, Đường Tuấn lên tiếng nói, ông cụ, cháu còn có việc cần phải đi trước. Ông cụ Lý cũng biết nếu bây giờ mà giữ đường Tuấn ở lại thì chỉ sợ không ai có thể nói chuyện bình thường nên cũng không giữ lại mà gọi Lý Ngọc Mai đến tiến đường Tuấn ra ngoài. Lý Ngọc Mai hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cô cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi đường Tuấn. năm 150 ông ta giống như một con kiến. Sau khi đường Tuấn và Lý Ngọc Mai ra khỏi đại sảnh, không khí bên trong bỗng nhiên dịu đi rất nhiều. Lý Quang Huy hỏi, Lão Bạch, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? đường tuấn đáng để anh đối đãi như vậy sao mặt bạch thanh hỏa hơi lạnh lẽo nếu không phải mấy chuyện tào lao này của người nhà họ lý thì làm sao khiến ông xém chút nữa chọc giận một vị cao thủ công sư chứ thiếu chút nữa còn bồi luôn cả tánh mạng anh không cần xen vào mấy chuyện này đâu tóm lại là nên nhớ kỹ một câu đừng đụng đến đường tuấn anh ta không phải là người mà tầng lớp như nhà họ lý các anh có thể đối nghịch lý quang huy nghe nói thế bắt đầu suy tư Ông nghe nói Bạch Thanh Hỏa là người nhà họ Bạch ở tỉnh Tây Ninh, tuy rằng gia tộc đó không giàu có bằng nhà họ Lý nhưng cũng là thế gia võ đạo. Đường Tuấn có thể làm Bạch Thanh Hỏa kiêng rè như vậy chẳng lẽ là cũng vì thế gia võ đạo sao, hơn nữa bối cảnh còn hùng mạnh hơn cả nhà họ Bạch, nếu thật sự như vậy thì đúng là nên đối đãi chu đáo hơn rồi. Mấy người trong phòng khách mỗi người một suy nghĩ bay đi xa nên không để ý tới ở một góc phía xa, Trần Bá Phước đang nắm chặt bàn tay, sắc mặt căng thẳng vừa sợ hãi vừa hưng phấn đường tuấn và lý ngọc mai cùng nhau đi trên con đường nhỏ để thông qua qua cửa lớn của công viên trên đường đi có tiếng nước vỗ rào rạt từ dòng suối nhân tạo có làn gió mát thổi qua mang theo hương vị của núi rừng mọi thứ đều có thể khiến cho con người bình tâm trở lại nhưng lúc này lại có vô số câu hỏi đang hiện lên trong đầu lý ngọc mai càng nghĩ càng dối nên cô dừng chân lại đường tuấn cũng dừng lại bên cạnh cô chẳng lẽ anh không có gì muốn nói với tôi sao lý ngọc mai dùng ánh mắt sắc bén nhìn đường tuấn muốn quan sát để tìm ra điều gì đó khác thường trên người anh. Nhưng mà ngay cả lão Bạch là một cao thủ có tu vi gần kề cảnh giới chân khí mà cũng không thể nhìn thấu Đường Tuấn thì người thường mắt thường như cô sao có thể nhìn ra được cái gì chứ? Đường Tuấn cười khẽ, nói, đây là thái độ mà cô Lý dùng để hỏi người sao? Ngay cả một lời mời cũng không biết nói. Lý Ngọc Mai cũng biết là mình có hơi thất lễ, nhưng người xuất thân cao quý như cô làm sao có thể dễ dàng thỏa hiệp, cô lạnh lùng nhìn Đường Tuấn cười nhạo nói, anh xứng sao? Ha ha ha, ai biết Đường Tuấn nghe được cô trả lời thì không những không tức giận mà ngược lại còn cười ầm lên. Tiếng cười mang theo hương vị bừa bãi, sau đó đột nhiên thu lại, cả người đứng thẳng. Giờ phút này, Lý Ngọc Mai có cảm giác như người đang đứng trước mặt mình không phải là một Đường Tuấn lương thiện dễ bị bắt nạt, mà là một vị tai to mặt lớn đang đứng ở trên chỗ cao không ai với tới mà nhìn cô. Loại cảm giác này cô chỉ cảm nhận qua mấy lần nhưng những người đó không có người nào mà không phải là những người có danh vọng đứng đầu trong xã hội này. Cô muốn biết sự thật sao? Được, vậy thì tôi sẽ nói cô biết. Giọng nói của Đường Tuấn mang theo một loại cảm giác hờ hững với thế gian, giống như là xa xa tử trên chín tầng mây truyền đến. Bạch Thanh Hỏa tôn kính tôi là bởi tôi có thể thể giết ông ta bất cứ lúc nào. Ở trong mắt tôi, ông ta giống như một con kiến cho dù là lý ngọc mai cô và nhà họ lý thì trong mắt của tôi cũng không khác con kiến là bao nếu tôi muốn thì hôm nay nhà họ lý các cô nhiều người như vậy cũng sẽ phải chết ở đây và chắc chắn là sẽ không có ai biết tôi là người ra tay